Chữ này đọc nơ, ơ, nơ, thanh âm, nơ. Cơ dầu túa sào cơ nơ. Có nghĩa là mỗi một món như thế nó có bao nhiêu cái, vì trên cái khăn trải bàn đó nó có nhiều món. Nào là bánh, nào là bơm, nào là nước ngọt và báo cộng với kẹo hồ lô. Mỗi một món như thế, từ cơ này mình cũng có thể nói là mỗi một món như thế có bao nhiêu cái. Mỗi một món đồ như thế trên cái khăn trải bàn. Họ ghi là chua chín. Chua là cái bàn, chín là cái khăn. Chua chín là khăn trải bàn. Chua chín sang là trên cái khăn trải bàn đó. U pin là tất cả những cái món này. Nào là bơm, nào là nước, nào là báo, nào là bánh, nào là kẹo. Những cái này đều gọi là u pin. Đồ dùng và thực phẩm đó. Những đồ dùng và thực phẩm trên đây, nó bao gồm đồ dùng và thực phẩm hết. Mỗi một món như thế, có bao nhiêu cái? Cơ dầu, mỗi một món. Cơ ở đây là mỗi một thứ như thế. Dầu tố sạo cỡ nè, là có bao nhiêu cái? Ví dụ mình nói ly nước có 7 ly. Ỉn đeo dầu chi bê. Pín của dầu chiều cỡ. Hoặc là chiều khơ. Pín của lượng từ của nó dùng khơ. Dầu chiều khơ. Thắng hủ lũ dầu ủ cỡ. Ủ chuan. Đọc chuan. Đúng không? Chuan. Đó. Báo thì có 2 phần. 2 phần. Bình can 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 cái bình can hoặc 10 khoai bình can. Đa phần từ cỡ sẽ là tổng thể dùng nhiều nhất. Không biết thì mình cứ dùng cỡ. Còn khi mà biết rồi phải phân ra từng món. Bình can sẽ dùng khoai. 10 khoai bình can, 10 miếng bánh. Vì thế cái phần này ok rồi ha. Rồi mình nhảy qua cái phần tiếp theo. Ở bên này họ có 5 quả bóng, 4 cây ly, 9 quả táo, tàu và 6 cái đồng hồ báo thức. Bây giờ trên này họ ghi là gì? Xiao peng you, các bạn nhỏ. Xin yếu zuo zhi you, có nghĩa là xin từ trái qua phải đó. Xin các bạn hãy tự đếm từ trái qua phải. Shu yi shu, shu shu kan, lúc này là shu shu kan. Có nghĩa là xin mời các bạn đếm từ trái qua phải. Chùa chi dâu có nghĩa là từ trái qua phải. Sủi sủ sủ khăn có nghĩa là đếm thử xem. Sao phấn dâu, cuốn sách kêu các bạn nhỏ. Xin dấu chùa chi dâu sủ sủ khăn. Xin hãy đếm từ trái qua phải đếm thử xem. Xa miên là bên dưới này, gọi là xa miên. Xa miên. Xa miên tờ thủ an có nghĩa là hình ảnh bên dưới. Cơ dầu tố sào cơ nè. Có nghĩa là mỗi một món như thế nó có bao nhiêu cái. Có bao nhiêu cái mỗi một món như thế. Tại vì đây nó nhiều món cho nên họ dùng từ cơ. Từ cơ. Có nghĩa là mỗi một món như thế. Dầu tố sào cơ nè. Bây giờ mình nói về món chiếu, phí chiếu. Phí chiếu thì nó có lúc này có 1, 2, 3, 4, 5. Thì mình nói 5 cái. Ủ cơ phí chiếu. 5 quả bóng da. Sư cơ bê. Bê zi. 4 cái ly. Mỗi một món như vậy là một cái, một phần. Pín quả, 9 cơ pín quả. 6 cơ nào trông. 6 cơ nào trông. Thì quan trọng là họ kêu chúng ta, cái phần này chúng ta cần là phần này. Đúng không? Chúng ta cần là ngữ pháp của họ. Cho nên chúng ta cần là chữ của họ để làm gì? Nhưng chúng ta biết được luôn cách toán bên này họ đọc làm sao. Cách nói họ đọc như thế nào. Hoặc là chúng ta gặp phải cái phần cộng, cộng trừ như chia đếm. Mình cần là ngữ pháp về tiếng về 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 toán của họ đúng không nè. Hảo, nhảy qua đây viết cái này trước. Sao phấn dầu có nghĩa là các bạn nhỏ. CEO sáng sớm xào sau này mang nghĩa nhỏ. Sau này mang nghĩa nhỏ, tiểu và nhỏ. Còn phấn dầu là bạn, chữ này đọc bằng môi. Pơ ân ân này đọc từ cổ họng ra. Pơ ân ở sân phấn. Y o yo san san yo, hai chữ này mà nghĩa bạn. Phẩn yo. Phẩn yo, tha shi wo de phẩn yo, anh ấy là bạn của tôi. Đây là chữ phẩn, hai chữ nguyệt. Sau đó gạch ngang, phết về, sau đó bên này móc qua, bên đây đẩy ra, ta có chữ phẩn yo. Phẩn yo này mà nghĩa bạn. Sao phẩn yo có nghĩa là các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ. Dạo này chị mùa hè chị sẽ dạy ca tối ha. 2 tháng 9 quay lại đi học lại, chị sẽ dạy ban ngày giống như ngày trước lại. Chỉ có thứ bảy chủ nhật mới học ca tối thôi. Dạo này mùa hè các con chị ở nhà cho nên chị sẽ dạy ca tối nha.
小朋友, các bạn nhỏ, xin, từ xin này có nghĩa là mời, xin hãy cũng được, xin. Chữ này đọc chi bậc hơi, y ân y nhúng y ngờ yên, san sấn, xin. Xin, chữ xin mình viết trước đi, xin. Ví dụ người ta, phim Trung Quốc Tài Du Ký, người ta đi, người ta cứ xè tay ra mời đi lối này, xin, mời, xin cũng là chữ này. Xin zuo, mời ngồi, cũng là chữ này luôn. Xin shuo, xin hãy nói, mời nói, hay là cứ nói. Xin shuo, xin, xin, mời và xin hãy, mời hoặc hãy. Dấu, dấu ở đây là theo cái hướng nào đó. Cũng có thể nói từ, từ trái qua phải. Dấu, zuo, chỉ dấu. Từ chùa này mang nghĩa trái. Chùa này mang nghĩa trái. Dấu chùa, chữ yêu, từ trái, qua phải. Chữ này mang nghĩa qua. Từ trái, qua phải. Chữ. Sau đó đến từ yêu. Gạch ngang, phớt. Ở đây có một cái ô vuông, trái và phải nó khác nhau cái nền mít nét dưới này. Trái là, dưới là bộ công vụ, phải dưới này là khổ vụ. Có, bài này có đăng. Mình mới viết được 4 hàng, bỏ ra 4 hàng đi, mới 4 hàng thôi. Mới 4 hàng thôi. Xin yếu chủ, chữ yếu, xin hãy từ trái qua phải, đếm, đếm từ trái qua phải, nhưng chữ đếm của họ nằm phía sau, chưa dịch ra được, chúng ta phải viết hết nguyên cái câu của họ ra, thì chúng ta mới có thể đọc thành nguyên câu của tiếng Việt mình được. Thường nói là các bạn nhỏ, xin hãy đếm từ trái qua phải, nhưng chữ đếm của họ nằm phía sau mấy chữ này. Chữ này đọc y o yo ở sân yo. Zuo zi u o san sân zuo. Chữ này trở tre, uống lưỡi. Và thanh từ từ tôi đọc chữ 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 chữ. Chữ này đọc y o yo ở sân yo. Yo, chữ này đọc thanh từ yo. Yêu, yêu yêu, sử sân yêu, nó thành từ ha. Yêu yêu, sử sân yêu. Tiếp theo mình đổi qua chữ sú sú khan. Sú sú, sú sú khan cũng có nghĩa là đếm thử xem. Chữ này đọc sư u sú, san sân sú. Chữ thứ hai cũng là sú, hai âm ba gặp nhau. Chữ này sẽ biến thành hai. Sú sú khan. Chữ sú ta viết lại một lần nữa. Gạch ở giữa, đóng lại, một cái hình chữ nhật nữa, mình kéo nó xuống, dưới này có bộ nữ, sau đó phớt đây, đẩy qua, phớt đây, kéo ra, ta có chữ sụ. Chữ thứ hai, một cái hình chữ nhật, gạch ngang qua, đóng lại, đây một hình chữ nhật nữa, mình xiên nó xuống, đây có bộ nữ, sau đó mình lại phớt, gạch lên, móc qua, đẩy ra. Ta có chữ sú sú khan, đếm thử xem. Chữ khan chưa viết ra. Sú sú khan. Sú sú khan. Chữ khan chưa viết ra nha. Xào phấn yô, xin yếu zuo zhi yêu sú sú khan. Có nghĩa là các bạn nhỏ, hãy đếm từ trái qua phải. Hãy đếm từ trái qua phải. Xào mên tờ thủ an cơ yếu tố sào cơ nơ. Có nghĩa là những cái hình ở bên dưới, cứ một món như thế là có bao nhiêu cái đó. Cơ dầu có nghĩa là mỗi một món như thế, tại dưới đây có tới 4 món. Thì mỗi một món như thế, nó có bao nhiêu cái ở trong đó. Mà phải đếm từ trái qua phải ha. Là bắt đầu từ cái trái bóng trước, tại nó có hình 1, 2, 3, 4. Thì hình số 1 nó nằm bên trái mà. Cho nên họ kêu chúng ta đếm từ trái. Dấu trụa trì dầu, từ trái qua phải. Còn từ sổ này mang nghĩa đếm. Số sổ khan. Số sổ khan có nghĩa là đếm thử xem. Đếm thử xem. Họ qua đây mình viết chữ khan. Số sổ khan. Mình kêu người họ đếm thử xem thì mình nói như số sổ khan. Như số sổ khan. Bạn đếm thử xem. Khơ an khan. Khan. Phất ngược. Gạch ngang. Nét dưới dài hơn. Móc về. Đây là sổ. Còn đây là con mắt. Mù bụ. Sú sú khan, đếm thử xem.
好, lúc này tô hào, dấu phẩy của họ. Tô hào. Xa miền mang nghĩa bên dưới. C-E-R, sử sân xa. Mơ, yên, miền, sử sân, miền. Xa miền, có nghĩa là bên dưới. Lúc nãy cái bàn, đây là cái bàn, đồ để bên dưới này, chữ này mang nghĩa xa. Xa. Họ phết ngang, móc về, ở đây có một cái ô vuông, hai gạch giữa, hai gạch trong này nữa, rồi đóng lại, đây chữ xa miền, mang nghĩa bên dưới. Xa miền. Xa miền tờ thủ an, gắn chữ tờ thủ an vào, có nghĩa là hình ảnh bên dưới. Tờ này nhấn mạnh cho cái gì đó bên dưới. Thủ, thơ u thu, Việt Nam mình đọc là thờ u thu, ở sân thủ. Thủ này nói về thanh dấu sắc này, đọc theo tiếng Việt mình sẽ đọc là thú. Chữ này đọc thủ giống như dấu hỏi vậy. An, giống như an, an, đọc bằng đầu lưỡi và thanh tư đọc xuống. An, thủ an, có nghĩa là cái hình á. À, hình vẽ gọi là thủ an. Thủ an mà nghĩa hình vẽ. Lúc này, xa miền tờ thủ an có nghĩa là hình vẽ bên dưới. Hình vẽ bên dưới. À, chữ tờ này nhấn mạnh cho cái gì đó bên dưới. Hình vẽ bên dưới. Hảo, chúng ta gắn chữ tờ này vào. Bảy bù tờ tờ. Hình vẽ bên dưới. Tờ. Hảo, chữ thủ bên này mình mở vi bù ra. Bộ vi ra. Ở đây có một cái ô vuông, chấm và gạch ngang. Dưới này giống như cái chữ khuẩy chia tờ khuẩy, đóng vào đây. Rồi đóng nó lại, ta có chữ thủ. Thủ. Tiếp theo có chữ an, bên trên này có chữ an toàn. Chia trên dưới nha, đây có chữ an toàn. Dưới này có bộ mộc, ta có chữ an. Thủ an có nghĩa là hình vẽ. Xa men tờ thủ an có nghĩa là hình vẽ bên dưới. Hình vẽ bên dưới. Cơ dộ. Ở đây có bốn món cho nên họ mới gắn chữ cơ này vào. Cơ này có nghĩa là mỗi một món như thế. Cơ dầu này mang nghĩa có. Mỗi một món như thế có. Chữ này đọc cơ ơ cơ. Cơ ơ cơ. Lúc này có dấu quyền mình không đọc là cờ. Mình hãy đọc tiếng Trung thành cơ. Đọc dấu quyền thành cái cờ của Việt Nam chúng ta đó. Cơ ơ cơ quyền cờ đó. Họ đọc như thế. Họ đọc cơ ơ cơ. Sử sân, cơ, cơ, cơ dầu. Yô, yô là viết chữ dầu trong đây làm gì? Yô, yô, sáng sân, dầu. Viết như vậy đọc ra rồi đúng không? Yô, yô, sáng sân, dầu. Mình ghép thêm đây ha. Đây là chữ y, đây là chữ ô, thành ba, dầu. Chữ này đọc dầu ha. Lâu lâu cái bị khùng. Cơ dầu. Tố sào cơ nè, bao nhiêu cái nè. Tua sào cơ nơ. Tua lúc nãy nó rồi. Tua mang nghĩa nhiều và đa. Tua này mang nghĩa nhiều và đa. Mang nghĩa nhiều và đa. Hảo. Ủa bên này. Từ sào này mang nghĩa ít. Ồ, thay sào là ít quá hà. Tua y tiền ba. Ít quá hà, nhiều chút đi. Chữ này đọc uống lưỡi. Sư ao. S chữ S uống lưỡi đó. Giống cộng với chữ ao ao. Sư ao sao, sản sân sào. Tô là nhiều là đa, sào là ít. Tô sào là bao nhiêu. Tô sào cỡ nè, bao nhiêu cái nè. Bao nhiêu cái nè. Cỡ nè mà nghĩa cái. Nè mà giống như từ nè, nó chỉ là trợ âm mà thôi. Bình học. Tô sào cỡ nè. Chữ này đọc cỡ. Cơ ơ cơ. Mình đọc cờ ơ cơ. Lúc này có dấu thanh nhẹ của họ. Nó đọc giống như dấu nặng của chúng ta. Cờ. Hảo. Nơ ơ. Nơ ơ nơ. Ủ sân nợ. Tô sào cơ nợ. Tô sào cơ nợ. Hảo, lúc này họ bảo gì? Xào phấn dồ. Xin dấu chỗ chi dồ. Là các bạn nhỏ. Xin hãy đếm đó. Xào phấn dồ, xin dấu chỗ chi dồ. Sú sủ khăn là đếm thử xem. Các bạn nhỏ xin hãy đếm thử xem. Đọc cái này trước, đếm thử xem. Từ trái qua phải đếm thử xem cũng được. Các bạn nhỏ xin hãy từ trái qua phải đếm thử xem. Như vậy đúng cái chữ của người ta hơn. Và mình sẽ nhớ được chữ chính xác hơn. Nếu mà lật theo chữ từ Việt Nam mình sẽ không nhớ được chữ chính xác. Xào phấn dồ, các bạn nhỏ hãy từ trái qua phải đếm thử xem. Xào phấn dồ, xin
由左至右数数看。下面的图案hình ảnh bên dưới. À, hoặc bên dưới hình ảnh. Mình đừng nói là hình ảnh bên dưới đúng hơn đúng không? 有多少个呢? À, 各有, gắn từ 各 này là có mỗi một món như thế, có bao nhiêu cái? 各有多少个呢? À, mỗi một món như thế có bao nhiêu cái? Vì trong này nó có 4 món. Nào là bơm nè, nào là cái ly nước uống nè. Chắc là nước uống luôn rồi tại bên trong có nước rồi. À, cốc nè, rồi nào là bánh cái quả banh. À, bóng da nè, nào là cái đồng hồ báo thức. Ở đây có 4 món cho nên họ gắn cái chữ cơ này vào. Cơ dầu tua sọ cơ. Mỗi một món như thế là nó có bao nhiêu cái. Hả, phần đó xong rồi chúng ta nhảy vào phần này. Sư zi. Sư zi lúc này là số. Sư zi shi. Sư zi lúc này mang nghĩa số ha, không phải là đếm nữa. Sư zi shi có nghĩa là họ nói số 10 đó. Sư zi shi là số 10, mạng kém lắm hả? Ờ, hôm nay mẹ có bảo em, có bảo mạng kém, bên chị thì ổn định, chạy tại vì chị xài bằng wifi. Còn chỗ các em thì sẽ nhất định sẽ kém, tại vì có bảo đang chuẩn bị đi qua. Ờ, sư zi shi có thể phân giải thành, có thể mang nghĩa có thể, phân giải có nghĩa là phân giải, thành thành. Ờ, liang ge shu zi, hai con số. Con số 10 này nó có thể phân giải thành hai con số là miễn cái sau cộng nó thành 10 là được ok rồi. Nǐ zhī dào shì nǎ liǎng ge ne ma? À, nǐ zhī dào shì nǎ liǎng ge ma? Bạn biết là hai con số nào không? Ý là họ nói có hai con số, hai cái này là đố lớp 1 thôi. Mình chỉ cần biết cái chữ của nó là được rồi. Họ kêu là con số 10 có thể phân giải thành hai con số. Vậy bạn có biết là hai con số nào không? Ví dụ vào họ để ở đây. À, số 10 1 cộng 9 bằng 10, 4 cộng 6 bằng 10, 2 cộng 8 bằng 10. Ý là con số 10 có thể tách ra thành con số 2 với con số 8. Con số 10 có thể tách ra 5 năm, hoặc là 3, 7, hoặc là 1, 9, hoặc là 4, 6. Ý là nói có thể phân giải ra được đó. Hảo, phần quan trọng này là chúng ta cần chữ. Cần chữ để khi các bạn trong cuộc sống để dùng tới. Nhị hào, giờ mới xong việc. Giờ viết đi, nãy giờ Vân viết mà mới được có 1, 2, 3, 4 hàng thứ 5, bắt đầu hàng thứ 5 mà thôi. Bỏ 5 hàng ra đi, chưa 5 hàng ra đi. Giờ mới bắt đầu viết thôi, chưa 5 hàng ra ha. Hảo, lúc này từ su zhi lại mang nghĩa chữ. Lúc nãy su su khan là đếm thử xem, mà chữ su này cộng với chữ zhi lại là con số. Ví dụ su Sư zi shi là con số 10. Chữ này đọc shi u shu. Sư zi. Sư zi. Xong đọc sư zi. Thường thường nó là âm thứ tư chứ sao đọc sư zi. Liang ge sư zi. Họ đọc thanh ba hả? Theo Vân biết là nó thanh thứ tư chứ không phải là thanh ba đâu. Mà trong sách họ là dùng thanh ba. Vấn đề của họ hay là vấn đề trong chữ này họ đọc sư sư. Sù sù là đếm số. Từ sù mang nghĩa số. Còn chữ sù là đếm. Nhưng họ vẫn dùng sù luôn. Mình cứ làm đi. Theo Vân các bạn cứ nhớ là sù là đếm. Sù là số ha. Sù sù là số đếm đó. Hảo, lúc này cứ viết theo họ đi. Sù zi. Họ viết là sù zi ha. Sù zi shi. Sù zi shi là cái số 10, số đếm 10, con số 10. Hảo, chú Tiến. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kéo xuống. Không biết có bị đổi chữ hồi nào, không biết nữa. Nhiều lúc bộ giáo dục hay đổi chữ, mình chưa biết được. Sù liang là số lượng. Sù liang là số lượng, lúc này không đọc là sù liang nữa, mà đọc sù liang. Vì thế cái chữ này đọc sù mới đúng, chứ không đọc sù. Nên mà họ viết sù. Cho chụp cô ơi, chữ này khó chụp lắm. Bản này nó rải rác, đợi Vân viết xong mới chụp được. Chụp cái phần trước hả? Chụp phần trước thì được. Nhờ chị, nhờ học chị mà em mới đọc được tin nhắn cho bạn em. Tuyệt vời, cố lên. Cố lên, em biết lên sẽ càng nhiều nữa. Em cố gắng học lên sau này em biết còn nhiều nữa. Ha. Lúc nãy giờ mình viết tới đây rồi. Cái phần bên này là không tính. Chúng ta viết từ đây nè. Nó mới có được có 5 hàng mà thôi. Đúng không? Ok rồi hả?
Rồi. Hảo. Chúng ta viết tiếp. Su chữ là số ha. Su chữ đúng âm là thanh thứ tư, không phải là thanh thứ ba đâu. Mình cứ nhớ như vậy đi. Sách của họ thì mình cứ để đi, biết đâu là bộ giáo dục thay đổi sao. Su chữ sử chữ chữ. Su chữ là số. Số 10. Su chữ sử. Số 10 này họ viết bằng chữ. Vân cũng viết phiên âm ra luôn. Sử. Sử thì thường thường mình đánh cái này ra, nó sẽ không ra cái này đâu nha. Nó ra chữ thập đó. Nó ra chữ thập chứ không phải ra cái này đâu. Cho nên là thông thường đánh cái này ra không có ra con số 10 đâu. Nó ra chữ này nè. Nhưng họ viết bằng số, mình viết bằng số luôn. Mình cộng thêm cái chữ này vào. Su chữ sử có nghĩa là con số 10. Có thể phân giải thành. Có thể phân giải thành. Có thể. Khơ ơ khơ. Sán sán khơ. Y. Sán sán chỉ y. Bị đổi âm. Có thể. Có thể. Hai âm ba bị đổi âm ha. Chữ khờ, khờ sư, lúc này nó đọc âm 3. Khờ y, vì nó bị đổi âm cho nên nó biến thành âm 2. Khờ y, có thể. Khờ y, sinh sản, sinh sản, sinh sản có nghĩa là sinh sản. Sinh sản, sinh sản, sinh sản có nghĩa là sinh sản. Khờ y, phân giải, phân giải, chữ phân mình viết trước. Phân phân đọc bằng phở phở, phân phân sổ tờ phân, phân sổ có nghĩa là chia tay. Ở dưới này có con dao cắt cắt đi tình cảm. Đây là bộ đao ở dưới đây, con dao cắt đi hết tất cả. Phân này mang nghĩa chia, phân chia ra. Phân chia ra. Có thể phân giải số chữ 10, con số 10 có thể phân giải, từ giải chưa viết ra. Có thể phân giải thành. Có thể phân giải thành. Có thể phân giải thành. Hảo, mình qua bên này ha. Hảo, chữ giải, giải sư tờ giải mình đã biết rồi đó. Giải sư tờ giải, giải thích tờ giải, giải đó. G-E-A giải. Từ thành này mang nghĩa thành. Thành. Phân giải thành. Phân giải thành. Hảo, chúng ta biết chữ giải. Đầu tiên, 1, 2. Hảo, xong đó, công công, 3, 4, 5, 6, 7. Tại sao viết nhỏ như vậy? Bên này nó còn chữ. Cho nên mình viết nhỏ như vậy. Bên này móc qua đây, kéo xuống. Và bên này, hất lên một gạch nữa. Mình kéo xuống, mình có chữ chia. Phân chia là phân giải ra. Chia sư là giải thích. Chữ chia này luôn. Hảo, tiếp theo mình từ trấn thành. Chữ này mang nghĩa thành. Từ đây móc qua, móc lên. Nghiêng cái bút này qua, phết, mình chấm. Mình có chữ thành. Thành công từ thành cũng là chữ đó. Thành công. Thành công. Mã đạo thành công. Mã đáo thành công cũng là chữ đó. Hình như bạn chữ cái bên Nhật nó giống. Bên Nhật họ cũng dùng tiếng Trung. Bạn chữ cái cũng giống bên Nhật, gần giống bên Nhật luôn. Gần giống bên Nhật luôn, vì thế học được tiếng Trung bên Nhật mình nhiều khi mình lại xài được nha. Học tiếng Trung nhiều khi bên Nhật lại xài được đó. Hảo, 2个数字, 2个数字. Chữ này đọc 2, lúc này 2 này sẽ dùng 2. 2个, 2 cái. 2个, không nói 2个 ha, lúc này 2个. 2个. Chỉ có ơ cơ thôi, ơ cơ anh ba đó. Bên này anh thứ ba gọi là ơ cơ. Ơ cơ. Lúc này liàng cơ sẽ không dùng trong anh. Khi mà dùng số 2 chỉ có nói anh 2, anh 3 thôi. Còn nói về số lượng lúc này sẽ dùng liàng chứ không dùng ơ ha. Liàng cơ, hơi bị rối não đó. Liàng cơ su zi, 2 con số. Mà họ vẫn viết là su zi. Họ không biết là số chữ. Đúng ra là số chữ mới đúng. Họ mình biết chữ liền số 2. Chia ra giữa. Bên này bộ nhập. Bên này bộ nhập. Liền. Liền. Họ bộ nhân đứng. Mở bộ vi ra. Gạch ngang. Chéo số. Một cái ô vuông. Đóng lại. Liền cỡ. Hảo, số chữ là con số. Ý là một con số 10 có thể phân giải thành hai con số.
phân giải thành hai con số. Bên này first, gạch qua, móc qua đây, đẩy ra. Hảo, chữ chữ, first đây, móc xéo, bên này, móc qua. Ở đây một nét như thế này, đây một nét như thế này, gạch ngang. Và con số, con dấu chấm phẩy chứ, không phải của họ. Dấu phẩy của họ được gọi là tô hào. Tô hào. Sư zi shi có thể phân giải thành 2 sư zi. Có nghĩa là con số 10 có thể phân giải thành 2 con số. Phân giải thành 2 con số. Ví dụ 1 cộng 9, 1 9, thành cộng lại thành 10 đây. 4, 6, 10, 3, 7, 10, 2, 8, 10, 5, 5, 10. Họ, ý họ nói phân giải ra thành vậy đó. Này là đố các em nhỏ thôi, nhưng mà mình cần chữ của các em nhỏ cho nên ta học luôn. Đó. 你知道是哪两个吗? Bạn có biết là hai con số nào không? 你知道. Chứ này 你. Lúc này hỏi các em nhỏ thì có thể là em có biết, con có biết, anh có biết. Nói chung từ 你 này mang nhiều nghĩa. 知道. 知 của Đài Loan lúc này nó đứng một mình thì có một mình nó thôi. 知. Tớ, ao, tao. Tao với mày là tao á. Nhưng họ không đọc là... Họ cũng đọc tao luôn. Nhưng họ đọc tớ, ao, tao. Mình đọc là tờ, ao, tao. Đọc cỡ nào nó cũng ra thành tao hết. Tao. Nhưng lúc này có dấu quyền mình không đọc là tào. Mình đọc thành tiếng Việt tờ, ao, tao. Nó cũng thành tao. Đọc thành tiếng Trung tớ, ao, tao. Nó cũng thành tao. Đúng không? Lúc này có dấu quyền mình đọc là tào không? Đọc thành tiếng Việt là tào. Nhưng đọc thành tiếng Trung là tào. Tào. Nhấn xuống gật đầu số. Tào. Ừ. Nì chứ tào. Bạn có biết. Nì chứ tào. Đúng không? Họ chữ nì. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Nì. Ừ. Nì chứ tào mà. Nì chứ tào nả cơ mà. Tuệ. Nì chứ tào. Sư nả liàng cơ mà. Ừ. Sư nả liàng cơ mà. 你知道 từ chứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 你知道 tiếp theo chữ tạo first gạch ngang ở đây kéo xuống dưới này móc xuống bên trong này có hai gạch ta đóng nó lại y sầu cơ lượng từ của một bài hát y sầu cơ là chữ này lúc này chữ này cộng thêm chữ chua bù kế bên nữa nó sẽ thành tạo tạo đạo lý đều là có nó đó. 你知道 bạn có biết anh có biết em có biết chú có biết 你知道 thường nói 你知道 mà anh có biết không chú có biết không bạn có biết không 你知道 是 lúc này từ 是 này mang nghĩa là 你知道是哪两个吗? Bạn có biết là những con số nào không? Hai con số, lúc này có liền là hai. Bạn có biết là hai con số nào không? Cắn chữ 是 vào đây. Chữ S uống lưỡi, nhưng lúc này nó đã có chữ ư phía sau rồi. Giống vậy nó đọc 是 rồi. Vì thế chữ này đọc thanh xuống. 是 nhấn xuống. 是 đọc theo tiếng Việt là 是 đó. Cái chữ này mà các bạn kêu mình bồi ra mình sẽ bỏ không. Vì con Vân không thể viết dấu quyền cho các bạn. Vì đọc dấu quyền, đọc các bạn đọc theo tiếng Việt là thành 是 sở ư sư quyền sư. Không được vậy. Đọc dấu quyền các bạn chưa phân biệt được, các bạn sẽ đọc thành dấu quyền không đúng. Vì thế mình sẽ bỏ không. Sư. Sư. Đọc xuống là sư, chứ không đọc là sư như thế này. Chữ S này giống như chữ này của mình. Nhưng họ có thêm ư ở phía sau để đọc. Họ không có ghi ra, nhưng lý sau nó có chữ ư. Nếu mà Vân bỏ không nói chữ này đọc sư, trong âm bồi Vân có viết ra một số từ mà Vân không đọc, Vân chỉ đánh bằng chữ và nhạc không thôi. Mình sẽ viết cái chữ này. Thì các bạn sẽ đọc sư. Chữ này đọc sư mới đúng. Bỏ về ra thành âm 1. Mà âm này âm thứ 4 của người ta. Mà Vân không để cái dấu ra thì nó thành sai đó nha. Chứ không có đúng đâu. Nó không có đúng đâu. Các bạn thấy dễ đọc chứ thật sự nó không đúng. Âm thứ 4 nhất và âm thứ 4 của họ đã biến mất rồi. Không phân biệt được nữa. Chữ này đọc sư. Đổi dấu quyền vô mình đọc là sư. Tiếng Việt mình hình như không có chữ này. Sư. Chữ này phải đọc xuống. Sư. 是, 嗯, 只是不是的是, phải hay không phải, hoặc là nó còn mang nghĩa là, nó mang nghĩa là, lúc này nó mang nghĩa là,
ý kiến sắp cô, ý kiến nờ sờ, nói sao cô, ý kiến gọi là ý kiến. 我有意见, tôi có ý kiến. 我有意见, ý kiến có nghĩa là ý kiến em nha. Ý kiến, chữ y nhấn xuống, chữ y, y dài đó, rồi còn nhấn xuống thành âm thứ tư. Ý, ý kiến, ý kiến có nghĩa là ý kiến. Hảo, để Vân gắm cái điện vô đã. Nhiều Vân gắm sai đầu. Còn 30 Vân gắm vô để đến lát nữa. Cuối đầu viết nó không thấy, nó tắt nguồn luôn. Hảo, shì nà liàng gè nè. Nà là cái nghĩa theo nghĩa nào đó. Là những hai con số nào. Nà, chữ này đọc nơ a na sản sinh nà. Nó đọc như dấu ngã vậy, các bạn có thể tưởng tượng như dấu nã mà. Nà, tại vì không thể như dấu hỏi gì, có con dấu sắc của họ là nó giống như dấu hỏi rồi. Dấu này cũng như, có thể nói như dấu hỏi được luôn, nhưng mà khó phân biệt, cho nên hãy dùng con dấu ngã của Việt Nam mình. Nà, nơ a na, mình đọc là nơ a na. Nà, nà, nó là xuống rồi lại lên đó. Nà, đây là thanh ba của họ. Chữ nà sẽ viết như thế này, thêm bộ khẩu hơn trước và cộng thêm chữ na bien, bên kia. Tha chai na bien, bạn ấy ở bên kia kìa. Nà, cộng với một khẩu thành nà. Nà này thường đứng vào trong câu hỏi. Nà liàng cờ, nà liàng cờ, nà liàng cờ. Thường là từ nà với đi với chữ liàng là thành hai, thành ba luôn. Lơ y an giang san sinh liàng. Chữ này sẽ biến thành âm hai. Nà liàng cờ, chứ không đọc là nà nữa. Nà liàng cờ, nà liàng cờ nơ. Nà liàng cờ. Nì chư tao, nà liàng cờ ma. Bạn có biết là hai con số nào không? Bạn có biết là hai con số nào không? Nà liàng cờ ma. Chữ liàng ở giữa chia ra, bộ nhập kéo qua, đây kéo qua. Chữ cờ, bộ nhân đứng viết trước, bộ vi viết sau. Gạch ngang qua đây, một cái ô vuông bên dưới, đóng lại. Thường cái dấu móc này móc vừa thôi, móc nhân vân như thế này nó lòi cái đầu ra sẽ không đẹp, mất cái đẹp của nó. Đó, bộ khẩu cộng với mạ nói về con ngựa thành ma. Đây là một câu hỏi, cho nên quần hậu để sẽ xuống lại. Đó, lúc này nói su zi shi có nghĩa là con số 10, có thể phân giải thành, có thể phân giải thành liàng ge su zi, hai con số. Nǐ zhī dào, bạn có biết shì nà liàng ge ma? Bạn có biết là hai con số nào không? Bạn có biết là hai con số nào không? Cái ta cần là cái chữ của họ. Đây. Cái là cần là cái chữ của họ để mình biết cách vận dụng và nói. Tại vì nói về toán thì trong sách toán mới có thôi, cái chữ của họ trong sách toán mới có thôi, trong văn nhiều lúc lại không có nhắc tới. Lâu lâu cũng có một bài nhưng mà nó không nhắc tới, thà ta làm một bài gì nó luôn cho nó dễ. Cho dễ nhớ. Không, tiếp theo. Ở bên này, bài tiếp đây, bì tuo sào có nghĩa là so sánh ít và nhiều đó. Tuo sào, so sánh ít và nhiều. Lúc này xào phấn nhỏ, các bạn nhỏ, sù y sù đếm, kêu mình đếm. Nà y bên là bên nào? Nà y bên mà nghĩa bên nào? Nà y bên tờ thủ ảnh có nghĩa là cái hình ảnh. Cái hình ảnh trong này, những cái hình ảnh này. Nà y bên tờ thủ ảnh có nghĩa là cái hình nào? Cái hình nào? Sù liàng, cái số lượng của nó. Sù liàng lúc này dùng sù này thấy không? Sù liàng cái nghĩa là cái số lượng của nó. Bì chào tô, bì chào tô này mang nghĩa nhiều hơn. Đến thử coi cái hình bên nào cái số lượng của nó nhiều hơn. Bì bì khan, so sánh thử xem, so sánh thì thử xem, hoặc là chỉ thử xem cũng được. Tức bì này có thể là lấy tay con chỉ thử coi cái hình bên nào nó nhiều hơn. Con lấy tay con chỉ cái hình bên đá này, sách này dùng cho con nít mà đúng không? Con lấy tay con chỉ coi cái hình bên nào, bây giờ so sánh cái hình này, hình này với hình này, con chỉ cái hình nào nó nhiều hơn. Bí bì khanh có thể là chỉ thử xem hoặc là so sánh thử xem. Nà cơ tua, lúc này câu hỏi là nà cơ tua là họ bắt mình phải chỉ cái nào nhiều hơn đó. Thì ở đây có ba chế bơm, san cơ phỉnh của là ba quả bơm, ba quả táo mà. San cơ phỉnh của, ở đây có liàng khơ phỉnh của, hai quả bơm. Ở đây ba quả thì đương nhiên phải kêu con nít mình chỉ ra.
bì khăn. Chúng ta cần chữ cái này để cho con nít mình làm, các con mình làm. Hảo, dưới này có 4个机器人, 4 người máy. Dưới này có 7个机器人, ở dưới này có 7 người máy. Họ bị là gì? Nạ cơ tua, họ bảo mình cái nào nhiều. Thì đương nhiên 7 lớn hơn rồi. Mình cần là chữ 7个机器人, 7 người máy. 4个机器人, 4 người máy. Hảo, bên này nạ cơ sào, họ bảo chúng ta cái nào nhỏ. Cái nào nhỏ bây giờ đổi số lượng, lúc nãy tua là nhiều, bây giờ đổi qua nhỏ. Ở thật chất nhiều khi mình mới bắt đầu học lại của họ, học lại từ đầu hết luôn, cho nên mình giống như mình trở lại lớp 1 vậy đó. Mình cứ coi mình trở lại thời con nít đi cho nó trẻ ra. Hảo, nạ cơ sào, cái nào ít hơn, cái nào ít hơn, đây là số lượng. Thì ở đây có 4个杯子, 4 cái ly. 4个杯子. Ở dưới này 5个杯子, lúc này kêu các em nhỏ chỉ ra cái nào ít hơn. Cái này 5 cái, cái này 4 cái, cái nào ít hơn. Thì đương nhiên phải bắt nhỏ chỉ ra mà. Hảo, nạ cơ sào, cũng hỏi cái nào ít hơn. 5朵花, 5朵花, từ 5 này là thanh 3, gặp từ 5 cũng thanh 3, cho nên đọc 5朵花, 5 đó hoa. Lúc này 3朵花, 3 đó hoa. Nạ cơ sào, cái nào ít. Cái nào ít phải bắt mấy nhỏ chỉ ra, đúng không? Thì chúng ta cần là cái này nữa, không sao. Hảo, bên này bì đa xào, lúc nãy bì tô bì xào, so sánh cái nhiều với cái ít. Lúc này bì đa xào, bì đa xào có nghĩa là so sánh lớn nhỏ. So sánh lớn nhỏ. Xào phấn nhỏ, xào y xào, thì chúng ta suy nghĩ nạ ý cơ, cái nào, nạ ý cơ. Xu trị, lúc này xu, lúc nãy đọc xu, giờ đọc xu nè. Vậy là họ đánh chữ đến sai rồi đó. Su chữ mới là đúng chữ. Nại cơ su chữ là có con số nào bì giao ta, con số nào lớn hơn. Sao phấn nhỏ, các bạn nhỏ suy nghĩ thử xem con số nào lớn hơn. Con số nào lớn hơn. Sao phấn nhỏ, xiang y xiang, nại cơ su chữ bì giao ta. Bì bì khăn ba, so sánh thử xem, cũng có thể là chỉ, kêu ngón tay chỉ vào thử xem số nào to, con chỉ thử xem nào. Bì bì khăn ba. Ở đây số 4 và số 6 họ gắn cái chữ bì giao ta, lúc này là bắt chúng ta coi con số nào lớn đó, coi con số nào lớn phải chỉ ra. Họ lấy cái chữ mà, họ lấy cái chữ ở giữa. Ở dưới này có bì giao sọ, cái nào nhỏ hơn, giờ nhất định phải chỉ vô cái nhỏ hơn rồi chứ không được chỉ cái lớn hơn. Họ bảo bì giao sọ thì mình phải chỉ con số nhỏ nhất, còn họ bảo bì giao ta là mình phải chỉ con số lớn nhất, đúng không? Bì giao ta mang nghĩa con số lớn nhất. Chúng ta cần chữ, chúng ta biết là nơi số nào lớn rồi đó. Chúng ta thông minh hơn con nít là ở chỗ là chúng ta biết nó bao nhiêu rồi, không cần đếm. Nhưng mà chúng ta không có cái chữ này thì cũng không được. Chúng ta cần học thành tiếng Trung, cho nên là bì giao ta, ta bì giao ta, bì giao xào, ta bì giao xào, như vậy. Bì bì khăn. Lúc này bì giao ta, ta bì giao ta, bì giao xào, ta bì giao xào, đúng không? Lúc này 7 với 1, bì giao ta, số 7, bì giao ta, ta bì giao ta. Bì giao xào, ta bì giao xào, số 5 nhỏ hơn số 9 mà, ta bì giao xào. Cho nên chúng ta cần chữ, hai phần này chúng ta viết ra. Đầu tiên ta nhảy qua xào phấn dọ. Xào phấn dọ, các bạn nhỏ. Chữ này đọc C-E-O, san sân, xào. Phơ này đọc bằng môi, ân đọc từ cổ họng, phấn. Yo, sáng sẵn dọ, xào phấn dọ. Xào phấn dọ có thể là một em nhỏ và cũng có thể là các bạn nhỏ. Hoặc là bạn nhỏ, hoặc là em nhỏ, hoặc là các bạn nhỏ. Xào phấn dọ này có nhiều khi kêu rất là nhiều em, và nhiều khi chỉ kêu mỗi một em mà thôi. Xào phấn dọ. Chữ xào này mang nghĩa nhỏ, bé, tiểu. Chữ phấn có hai chữ nguyệt. 他是我的朋友, anh ấy là bạn của tôi. 朋友 này mang nghĩa bạn. Tiểu bạn nhỏ. Bạn nhỏ. Sao phấn dầu mang nghĩa bạn nhỏ hoặc các bạn nhỏ đều được hết. Sao phấn dầu. Sao phấn dầu, lúc này có cái tô hào dấu phẩy của họ. Sao phấn dầu. Sú sụ, sụ y sụ, sú sụ khăn, sụ y sụ. Ý nghĩa đều như nhau, đều là đếm thử xem. Sao phấn dầu, mình qua bên này ha. Sù
Chữ này sẽ đọc số, khi mà đếm sẽ dùng thanh 3, số. Nói về số lượng, cái con số thì chúng ta sẽ đọc số. À, số, số là đếm số, số là đếm, số là số. Hảo, số, y, số, mà nghĩa đếm tự xem. Nó cùng một chữ nhưng nó có hai phiên âm nha. Cũng là cái chữ đó luôn, nhưng mà nó nói về con số thì nó là số. Mà nó kêu mình đếm là số. Ha, số. Hảo, ở đây gạch qua, đóng, kéo xuống, đây có bộ nữ, đây phết, gạch qua, đây là chữ sụ, lúc này mang nghĩa đếm, sụ y sụ có nghĩa là đếm thử xem, đếm thôi cũng được, đếm thôi cũng được, kéo xuống, đây có bộ nữ, sau đó bên này phết, gạch lên, móc qua, đẩy ra, sụ y sụ, đếm, đếm thử xem. Nà y bên, nà y bên có nghĩa là bên nào. Chữ này đọc nơ a na, mình đọc nơ a na, sánh sánh nà. Y bên, bên nào. Mình hỏi người ta, nà y bên. Hoặc có người sẽ tắt không gây đọc chữ y. Nà bên, bên nào. Nà bên, có người đọc tắt, người ta không đọc nà y bên, bên nào đâu. Ờ, bên ngoài người ta, thực chất người ta bên ngoài lười lắm, bỏ chữ y đi. Họ sẽ đọc là nà bên. Ni shuo nà bên, bạn nói bên nào. Nà y bên cũng là bên nào luôn ha. Hả? Nà y bên. Chữ nà này bộ khẩu cộng với nà bên, bên kia, thành nà. Nà y, nà y bên. Chữ bên nó hơi rườm rà một tí xíu. Bên trên này có chữ zi, hai gạch đóng lại, phết một cái, ở đây móc ra, nhớ có một cái dấu chấm của nó ở đây nữa ha. Ở đây là bộ huyệt đó. Sau dưới này có bộ phân bộ, bộ phương. Sau bên này có chô bộ, móc qua. Nà y bên, bên nào. Nà y bên, bên nào. Số y số, nà y bên tờ thủ ảnh, có nghĩa là hình ảnh bên nào. Cái hình bên nào, thủ ảnh này mang nghĩa cái hình người ta đã vẽ sẵn. Mình có thể nói là cái hình bên nào, đếm thử xem cái hình bên nào. Nà y bên tờ thủ ảnh, chữ tờ này nhấn mạnh cho cái hình ảnh. Tờ ở tờ thủ an thờ u thu, mình đọc là thờ u thu, họ đọc là thơ u thu ở sân thủ, nó giống như hỏi hơn. Thủ an, thủ an, có nghĩa là cái hình bên nào. Nà y bên tờ thủ an, cái hình bên nào. Ta gắn chữ tờ bảy bù tờ tờ vào đây. Tờ chữ thủ bộ, vi bù, quấy bù. Quấy bù là tiếng Trung, vi bù là tiếng Việt. Móc qua. Ở đây có chữ giống như khuấy chá tờ khuấy. Đóng lại. Ở trên này có bộ nói về an toàn. Nữ, bộ an toàn. Trên này miễn bù cộng nữ bù cộng mù bù. Thành an. 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 Thủ ảnh này mang nghĩa hình, hình ảnh. Nói về hình á, cái hình người ta vẽ sẵn, thủ ảnh. Thủ ảnh. Hảo, lúc này, số y số, đếm, nà y bên tờ thủ ảnh. Cái hình bên nào? Hình bên nào? Số lượng bị giao tố, số lượng nhiều hơn. Số lượng mang nghĩa số lượng. Lúc này dùng từ số để cho nó đúng âm. Ờ, dùng từ số nó sẽ bị lộn mất. Chữ này lúc này đọc số. Số lượng mang nghĩa số lượng, nó có chữ này có hai cách đọc. Một là sù, đọc thanh 3 thì là đếm. Đọc thanh 4 dấu quyền là số. Số đếm, số lượng đó. Số lượng. Không kịp chị ơi, không kịp hả? Chị có dạy Zalo không? Chị không dạy Zalo, chị dạy đây thôi. Chị dạy đây với lại YouTube. YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài. YouTube nó, bên YouTube mới có thể cho mình để nhiều. Một lần chị dạy là tới 3, ít nhất 3 tiếng á. Cho nên là chị mới để cho bên YouTube ha. YouTube cũng miễn phí em nè. Em muốn học giờ nào học, mà đặc biệt còn mở lên TV được nữa. Đối với các con nhỏ chúng ta ở bên Việt Nam, các bạn muốn cho nó học là học được, tốt lắm á. Tại vì sao? Chúng ta học theo sách giáo khoa của lớp 1, các em nhỏ bên này học cái gì là vẫn chỉ cái đó đó.
Cho nên là học tiếng Trung mà học theo sách giáo khoa của Đài Loan, đi từ lớp 7 chữ cái, đánh vần từng chữ, viết từng chữ như thế này lên, đảm bảo các em nhỏ mà từ 6-7 tuổi bắt đầu học, sau này các con học mấy năm sau các con sẽ biết tiếng Trung nhiều lắm đó. Đặc biệt các con còn nhỏ nữa, các con còn nhỏ học mau hơn mình rất là nhiều ha, nó tiếp thu hơn mình rất là nhiều luôn. Nếu như mà các bạn muốn cho con mình học, mở cái tivi lên, mở bên kênh YouTube, mở cái tivi lên, con nó coi lâu nó không có bị hư mắt. Hảo, số y số nái biên tờ thủ an, nái biên tờ thủ an, số lượng bị giao tố. Em nghe chị xong em đi Đài Loan luôn. Qua Đài Loan được có sao đây em? Tại rất là nhiều, bên này biết bao nhiêu người anh chị em mình ở đây, bao gồm lao động nè, bao gồm lấy chồng nè, lấy vợ bên này, nhiều vô số kể luôn, rất là nhiều. Và cô dâu chú vị rể bên này, bao gồm cả anh em lao động bên này, họ đều phải học hết. Tại vì sao? Họ phải đối mặt với chữ của họ, họ đâu có dùng tiếng Việt được đâu. Dùng tiếng Việt là từ khi họ lao động, họ gặp anh em mình trong đó, nói chuyện với nhau được. Còn ra ngoài đối mặt với cuộc sống, mình cũng phải dùng tiếng Trung em à. Cho nên có nhiều người vào nhắn tin học tiếng Trung để làm cái gì, trong khi đó mình họ chắc lẽ họ không ưa gì Trung Quốc. Nhưng mình không phải là mình học tiếng Trung và mình đi theo họ, mình học để có cuộc sống riêng của mình. Lỡ mình đi giúp xuất khẩu lao động, mình có cái mình nói chứ, đâu dùng tiếng Việt được đâu, đúng không? Đó, chúng ta biết số lượng su đây rồi, su đây rồi, ta biết chữ lượng, lượng. YouTube Hồng Vân Family, cuộc sống ở Đài Loan. Vân đang ở Đài Loan mà. Hồng Vân Family, cuộc sống ở Đài cũng được. Hồng Vân Family, cuộc sống ở Đài nha. Qua đó mà thấy nấu ăn gì cứ nhấp vào cái phần video, nhấp vào cái phần video đó, nó có phần video mà, hoặc là cái phần danh sách phát, nhấp vào cái danh sách phát cũng được. Danh sách phát ghi là học tiếng Trung đó, bấm vào danh sách đó, 400-500 video bên đó. Hảo, ta biết chữ liền, chữ này đọc L, Việt Nam mình đọc L. Y an giang, giang 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 giang, L giang liền, đọc xuống liền. Thanh từ này Việt Nam mình không có. Nếu mà biết cho các bạn, mình sẽ biết liền, L y an en ngờ en, liền, không có dấu. Nhiều lúc các bạn sẽ đọc không ra và bỏ cái thanh cái bốn của người ta đi. Số lượng mà nghĩa số lượng. Số lượng. Vì thế hy vọng các bạn sẽ vào đây để học bảng chữ cái ha. Tại vẫn viết chữ ra thì các bạn cảm thấy ồ chị viết như vậy dễ đọc hơn, đối với tụi em mới học tụi em cảm thấy nó dễ đọc hơn nè chị ơi. Chứ chị đọc mà tụi em đọc không ra được, tại vì tụi em không biết, không đoán được là chị đang dùng âm nào. Chị viết ra như thế này tụi em rất là dễ đọc, nhưng thực chất đó mới là hại các bạn đó. Tại vì con số thanh 1 và thanh 4 Vân đều để số không dấu hết, thì các bạn không học được thanh 4 và thanh 1 của họ. Điều đó mới là điều quan trọng đó. Vì thế mà các bạn, Vân cũng muốn nói là hy vọng các bạn vào học bảng chữ cái từ đây, thì sau này các bạn sẽ không cần âm bồi nữa. Những lúc nào mà Vân không đọc ra mà Vân đầm video chữ với là nhạc không đó, cái đó là đa phần là để chữ bồi trong đó. Thì bồi nhiều lúc bỏ âm 4 và âm 1 rất là quan trọng nha. Hảo, số lượng bị giao tố, bị giao tố có nghĩa là nhiều hơn, số lượng nhiều hơn. Số lượng bị giao tố, chữ này đọc bờ y bi theo tiếng Việt, họ đọc là bờ y bi sản sinh bị, 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 bị giao tố, chi, y ao mình đọc giao, lúc này mình ghét mà, chi y ao, giao, lúc này nó có con dấu, đọc thô xuống. Mình đọc theo tiếng Việt là chào, nhưng hãy đọc xuống. Chào, bì chào, bì chào. Từ này, ní hình ai bì chào, có nghĩa là bạn rất thích đem ra so sánh. Bạn thích nói tôi phải rửa chén, tôi phải nấu cơm, còn người kia không làm gì hết. Mình ta sẽ la mình, ní hình ai bì chào. Có nghĩa là mình rất là thích so sánh, so bì đó. Còn bì chào tố, có nghĩa là nhiều hơn. Số lượng bì chào tố, có nghĩa là số lượng nhiều hơn. Hảo, chúng ta viết chữ bị. 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 Hảo, với chữ chào. Bên này có chữ xe. Trong cái con bài xe phó ngựa đó, có chữ xe. Hảo, bên này có chữ chào. Chào. Thành chào. Chào. Hảo, tiếp theo có chữ tua. Bị chào tua. Tha. Chữ bên bị giao tô, bên này nhiều hơn.
这边比较多, có nghĩa là bên này nhiều hơn. Lúc này người ta nói là 数一数 đếm哪一边的图案, cái hình bên nào 数量比较多, số lượng nhiều hơn. Số lượng nhiều hơn, dấu hỏi, quân hậu. Bí bí khăn ba, bí bí khăn ba, một là dùng chỉ, dùng ngón tay chỉ thử xem. Hai là so sánh thử xem. Bì này cũng có nghĩa là lấy ngón tay chỉ, kêu các con lấy ngón tay chỉ vào. Bì, hai chữ bì. Chữ bì thành ba, hai chữ bì, chữ đầu tiên sẽ biến thành hai. Bì bì khăn ba. Chỉ thử xem hoặc là so sánh thử xem. Từ bì đó, một là chỉ, hai là so sánh. Bì bì khăn ba. Bì bì khăn ba. Lúc này, chín thành hào, vô chấm than. Chính đề đọc, bơ y bì sán sân bì. Bơ y bì sán sân bì. Khơ an khăn, Việt Nam mình đọc khơ an khăn. Lúc này có dấu quyền, không đọc là khăn, mà đọc là khăn. Khăn. Bơ a ba, mình đọc là bờ a ba. Lúc này thanh nhẹ, thanh thứ năm, thanh năm, gọi là thanh nhẹ đó. Bà. Bí, bị đổi âm. Bí, bì. Khăn ba, chữ đầu tiên sẽ biến thành âm hai. Bí, giống như dấu hỏi vậy đó. Nói dấu sắc thì đọc theo tiếng Việt là bí rồi. Bí đau, bí đỏ. Bí đau, bí đỏ đọc thành bí rồi. Nhưng chúng này đọc bí, giống như dấu hỏi vậy đó. Bí, bì, khăn ba. Một là lấy ngón tay chỉ thử xem. Hai là so sánh thử xem. Bí, bì, khăn ba. Bí, bì, khăn ba. Lúc này hỏi cái nào nhiều, cái nào ít. Nả cơ tua, nả cơ sào. Hai chữ này chúng ta lấy cái chữ thôi ha. Cái nào nhiều, nả cơ tua. Nơ a na san san nả cơ ở cơ. Mình đọc cơ ở cơ, họ đọc cơ ở cơ. Là nó cộng thêm dấu nặng luôn. Cơ ở cơ, họ đọc thanh nhẹ ha. Mình đọc tiếng nặng cho nó giống tiếng Việt cho các bạn dễ nhìn. Cơ ở cơ. Cơ ở cơ. Nả cơ tua. Con này nghĩa là cái nào nhiều. Nạ cơ tô, mình cần cái chữ này. Nạ cơ tô. Nạ cơ tô, cái nào nhiều. Còn hỏi bên nào nhiều, nạ biên. Nạ biên tô. Hoặc nạ biên bì chào tô, bên nào nhiều. Nạ biên bì chào tô. Nạ cơ bì chào tô. Nhưng họ chỉ ghi là nạ cơ tô, cũng nghĩa là cái nào nhiều. Cũng mà nghĩa là cái nào nhiều. Họ chữ tua, phết ngược về. Móc qua đây, kéo qua. Gạch, phết ngược về, móc qua đây, kéo qua. Dấu hỏi. Tại đây là câu hỏi mà. Nạ cơ tua. Nạ cơ tua. Vậy cái nào ít thì đương nhiên trái ngược lại. Nạ cơ sào. Tua và sào. Tua là nhiều, sào là ít. Thì gắn chữ sào vào đây. Nạ cơ sào. Có nghĩa là cái nào ít. Vậy thì hỏi bên nào ít. Nạ biên sào. Nà biên bì chào sào. Nà biên bì chào sào. Họ sẽ lấy cái chữ bì chào này vào. Bì chào này vào. Có nghĩa là đem đi so sánh hai bên. Nà biên bì chào sào. Bên nào ít hơn. Nà biên bì chào tua. Là bên nào nhiều hơn. Lúc này trong sách họ sẽ ghi nà cơ tua. Nà cơ, nà cơ, nà cơ, nà cơ tua. Một trong hai cái này nào cơ tua. Nà cơ tua. Có nghĩa là cái nào nhiều thì chỉ cái nào nhiều thôi. Thông thường mà ở ngoài người ta chỉ mình. Nà biên bì chào tua. Bên nào nhiều hơn? Thêm chữ bì chào này có nghĩa là đi so sánh hơn thua. Cái này cũng là so sánh hơn thua nhưng mà họ nói đơn giản. Ảnh hưởng nói là ảnh hưởng. Ảnh hưởng là ảnh hưởng. Ảnh hưởng. Hảo. Nà cơ tua có nghĩa là cái nào nhiều. Vậy thì cái nào ít thì gọi là nà cơ sào. Nơ a na san sân nà. Cơ ơ cơ ủ sân cơ. S uống lưỡi, cộng với chữ A, O, Ao. Việt Nam đọc thế, bình trường họ đọc Ao thôi. Sư Ao sao san sân sào. Nà cơ sào. Nà cơ sào. Hảo, cái nào ít. Chữ nà, buộc khẩu trước. Bên này mình móc đây, kéo xuống, móc lên. Phết đây, hai gạch. Giống như số 3. Gạch xuống. Hảo, bộ nhân đứng. Bộ vi mở ra. Bên này gạch ngang, phết xuống. Một cái ô vuông bên trong.
mình đóng lại. Hấu chữ sào ở đây một gạch chia ra, phết đây một cái và đây một cái, còn cái nét này thì móc qua đây luôn. Và đây có dấu hỏi, quân hậu. Nà cờ sào, cái nào ít? Nà cờ sào. Ngược lại, nà cờ tua, cái nào nhiều? À, bị động vật cắn, bị tông ủ dạo. Bị tông ủ dạo, bị động vật cắn. Bị tông ủ dạo. Hấu. Cái phần kia số lượng ngày hôm qua mình đã viết ra rồi, hôm nay Vân sẽ không viết phần số lượng, ví dụ như 3 quả bơm, 3 quả táo đỏ, hoặc là 3 quả bơm, 4 người máy, Vân sẽ không viết ra ha. Cái đó hôm qua mình đã viết về số lượng, nếu mà các bạn nào muốn xem vào kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài, sáng nay Vân 9 giờ Vân đã đăng vào rồi, nói về số lượng trong tiếng Trung, Vân đã làm một cái video rồi, hôm nay Vân sẽ viết, không viết cái đó nữa, mình viết cái khác cho nó học được một phần mới hơn, ha. À, lúc này qua một cái phần bị ta xào, bị tua xào. Lúc này cái từ này mang nghĩa bị tua xào, có nghĩa là so sánh ít và nhiều. So sánh ít và nhiều. Bây giờ mình nhảy qua bị ta xào, so sánh lớn và nhỏ. Hảo, qua này mình viết tiếp. Xào phấn nhỏ. Xào, chữ này đọc xào. C-E-L, sáng sân xào. Phơ này đọc bằng môi, phơ ân đọc từ cổ họng. Phơ ân, phân ở sân phẩn. Xào phấn dọ. Xào phấn dọ. Hai bộ nguyệt. Tha sư của tập phấn dọ. Anh ấy là bạn của tôi. Phấn. Xào phấn dọ lúc này là gọi các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ, các em thiếu nhi. Xào phấn. Xào phấn dọ. Viết xong điều Vân nhảy qua. Xào phấn dọ. Đó, qua bên này mình viết chữ dồ. E-O-U sản sinh dồ. E-O-U sản sinh dồ. Xào phấn dồ. Các bạn nhỏ. Xào phấn dồ. Tô hào, dấu phẩy của họ. Xiang y xiang, họ kêu mình suy nghĩ đó. Xiang, mình cứ nghĩ là mình là các bạn nhỏ đi. Mình cứ nghĩ là mình là các em thiếu nhi đi. Trở lại tuổi thơ. Xiang y xiang. Xiang y xiang, hiện tại chúng ta mới 7 tuổi thôi ha. Thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Sách này dành cho các em nhỏ hơn nữa. Xiang y xiang, suy nghĩ thử xem. Suy nghĩ thử xem, tại nhìn số đếm mà. Số nào lớn hơn, nhỏ hơn, động não thấy mồ luôn à. Xiang yi xiang. Ở dưới đây có trái tim. Xiang gạch ngang yi. Hảo chữ xiang. Bốn mu bù. Bên này mu này nói về gỗ, mu này nói về mắt. Dưới đây ta có trái tim. Xiang yi xiang, suy nghĩ thử xem. Xiang yi xiang. Nà ý cơ su zi bì chào ta. Con số nào lớn hơn đó. Con số nào lớn hơn. Suy nghĩ thử xem con số nào lớn hơn. Nà ý cơ su zi bì chào ta. Nơ a na. Mình đọc nơ a na. San sân nà. Có thể lấy dấu ngã. Nà. Nà. Nà ý cơ. Nà ý cơ. Có nghĩa là cái nào. Nà ý cơ. Sư zi là số. Sư u. Sư. Vậy mới đúng âm nè. Sư zi. Sư liang. Sẽ dùng sư. Sư. Còn số đếm sẽ dùng sư. Thanh ba. Sư zi. Vậy là hai chữ kia họ đánh sai rồi đó. Sư zi. Sư zi. Nà ý cơ sư zi bì chào ta. Không đủ chỗ. Viết cái này trước đi. Nà ý cơ. Bộ khẩu. Bên này có chữ na bien, nếu mà bỏ bộ khẩu này đi, cái chữ phía sau này đọc na thành từ. Na bien, bên kia kìa. Tha cha na li, anh ấy ở bên kia. Bỏ bộ khẩu này thành na. Còn có bộ khẩu vào đọc na thành ba. Na. Na ý cơ. Ý cơ. Cái nào? Na ý cơ. Na ý cơ. Su zi, số.
Số nào? 数字 mang nghĩa số. Ở đây mình gạch số. Bộ nữ đây. Đây phát đây, gạch ngang. Móc qua, kéo ra. 数字. Này cơ, 数字. Số nào? Con số nào? Suy nghĩ tôi xem con số nào bị cháu tạ, lớn hơn. Bị cháu tạ mà nghĩa lớn hơn. Suy nghĩ tôi xem con số nào. Con số nào lớn hơn đó. 想一想哪一个数字比较大? 比较大. 比较. G-E-L 四声叫. Không đọc chào ha. Dấu này dấu thành từ của họ đặc biệt lắm đó. Thành một và thành từ phải phân biệt rõ ràng. 比较大. Tờ a ta mình đọc là tờ a ta. Lúc này có dấu quyền không đọc là ta mà đọc là ta. 比较大. Các bạn chỉ gật đầu xuống là ra cái âm này. 比较大. Có nghĩa là lớn hơn. Lớn hơn gọi là 比较大. Hảo, chúng ta viết chữ 比. 1 2 4 nét. Hảo, bên này có chữ xe. Sau đó bên này đóng lại, dưới đây một gạch, kéo xuống, chữ xe. Thấy chưa? Bên này có chữ chào. Chào, hảo, chữ này đọc chào. Chào, bì chào tạ, có nghĩa là lớn hơn. Bì chào tạ, chậm chút hả? Nhanh quá hả? Bì chào tạ, chữ nào cần viết lại báo cho con biết cho. Bì chào tạ. Hảo, viết thêm lần nữa nha. Cần viết chữ nào nữa không? Bì chào chứ không phải bì dạo. Bì chào tạ, chữ bì. Gạch. Hất lên. Gạch ngang. Hất lên. Bì. Chữ chào, chúng ta viết chữ xe trước. Liên quan tới xe rồi này kia, xe phóng ngựa cũng được. Nhớ xe phóng ngựa chắc có lẽ nhanh hơn. Xe. Hảo, bên này có chữ chào. Chào. Bì chào. Chữ này đọc bì chào tạ. Bì chào có nghĩa là so sánh, đem ra so sánh, đem ra so bì. Tao rủi chén mày nấu cơm mà sao tao làm hết á. Thích so sánh, thích so bì quá. Bì chào, ai bì chào có nghĩa là thích so sánh, thích so bì. Lúc này bì chào tạ có nghĩa là lớn hơn. Lớn hơn, bì chào tạ. Cách nhận tiền từ WeChat sao ạ? Chị không biết làm cách đó em nè. Chị không có xài WeChat nha. Bì chào tạ. Chậm lại xíu chị, nhanh quá không kịp. Em chưa biết chữ chưa biết chữ su chữ không? Hảo, chúng ta sẽ viết chữ su chữ số. Su gạch ngang này, kéo đây, móc qua đây, mình kéo xuống. Dưới này có bộ nữ, bên này phết, gạch lên, móc qua, đẩy ra, chữ shu. Hảo, chữ chữ, phớt đây, móc đây, móc qua bên này. Ở đây, móc qua, đấy, hất lên. Shu chữ. Chứ chị ở buổi sáng giờ không? Chị không like buổi sáng nữa hả? Tháng 9 chị sẽ like lại buổi sáng ha. 2 tháng hè này, tính ra còn có 1 tháng nữa. Chị sẽ like ban đêm. Tại con chị nó ở nhà đó, chị sẽ live ban đêm. Rồi tháng 9 chúng ta học lại ca ngày và lại bình thường y như hồi trước lại. Tháng 9 trở đi là bắt đầu chúng ta học lại bình thường như hồi trước lại nha. Trong 2 này là chị sẽ cố gắng, rất là cố gắng để live 7 giờ đó. Mà hôm nay vẫn live 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi tới, nếu mà 7 giờ ta tới 10 giờ. Hôm nay 7 rưỡi thì phải 10 tới 10 rưỡi mới xuống được. 3 tiếng. Cả đêm mình live ít thôi. Cả ngày mình like tới 4 tiếng, cả đêm like 3 tiếng là đã nhiều rồi. Hảo. Nà y cơ su chư bì chào tạ. Tuệ bù tuệ lão sư. Tuệ. Nà, từ nà em chưa đúng. Từ nà bên trước này có bộ khẩu. Bên này từ đó là từ nà. Nà bên. Bên đó. Chữ nà này là phải dùng có bộ khẩu. Đi tắm đi con. Mấy đứa nó đi bơi vậy. Chị chê. Mấy chị chê suy sĩ sao. Chị chê suy sĩ sao. Đóng cửa lại cho mẹ. Mấy đứa đi với ba nó đi bơi mới về. Có ảnh đợi giữ con cho ban ngày nó ở nhà nó ồn lắm.
cho nên là không có like ban ngày được. Chữ này đọc nà nha em nha, nơ a na san san nà. Còn cái chữ này đọc nà, chữ này không có buộc khẩu. Chữ này thường là nà bien, nơ a nà. Chữ này đọc nà ha, chữ này đọc nà thành ba, chữ này nà thành từ. Nà bien mình nói bên kia bên đó, dùng chữ này. Còn nà này thường là trong câu hỏi nà bien bên nào, nà bien bên nào ha. Hảo, ok, được chưa, tới đây chưa? Hảo, nà và nà nó khác nhau nha. Hảo, tiếp theo mình viết tới đâu rồi, bì chào tạ. Hảo, quân hào, nà y cơ su zi bì chào tạ. Đây là một câu hỏi, cho nên có quân hào, dấu hỏi. Quân hào, nà y cơ su zi bì chào tạ. Đúng rồi, nhớ là chữ này nó gần giống nhau luôn, nó khác có mỗi một bộ khẩu mà thôi. Và cách đọc của nó cũng khác. Chữ này đọc nà, nà mà có bộ khẩu nà thanh ba, nà. Ta thấy có bộ khẩu trước, nó thường là đứng sau dấu chấm hỏi, đứng trước dấu chấm hỏi đó. Sau này là có dấu chấm hỏi. Còn bên này không có, nó nói nà bien, ta chạy nà bien. Chữ này đông âm thứ tư, nà nhấn xuống, nà, nà và nà nó khác nhau ha. Chữ này không có bộ khẩu ở trước, chữ này có. Nà bien bên kia bên đó, nà lì ở bên đó kìa. Còn này là nạ, thường đứng sau có dấu hỏi. Hảo, tiếp theo bí bì khăn ba. Bí bì này có thể là dùng ngón tay để chỉ và cũng có thể so sánh thử xem. Chữ này đọc bơ y bì, mình đọc là bờ y bì san san bì. Bơ y bì san san bì, lúc này họ dùng hai chữ, hai chữ này đều là thanh ba, chữ đầu tiên sẽ biến thành âm hai. Bí bì, bí bì khăn ba, khơ giống như chữ khờ, an này giống an nờ an, khăn đọc bằng đầu lưỡi, khăn, nhưng dấu quyền vào mình không đọc là khàn mà mình đọc là khăn. Bí bì khăn ba, chỉ thử xem hoặc là so sánh thử xem. Chỉ thử xem hoặc là so sánh thử xem. Chữ khăn phết đây, bì trước, bì. Chữ thứ hai cũng giống vậy luôn, hất lên. Bí bì, bí bì. Hảo, chữ khăn, nì khăn, bạn xem nè, bạn nhìn nè. Chữ này chữ khăn, xem và nhìn. Đây là sổ, sổ, cái tay che lấn con mắt để nhìn, đây là con mắt. Mù bù này nói về con mắt. Bí bì khăn ba, ba này là trợ từ thôi, cho nên những cái từ mà nó có trợ, nếu đều là trợ từ, nó trước nó đều có bộ khẩu, đều có khẩu bù, có chữ nạ là không phải. Hảo, bí bì khăn ba, xin thành hảo. Bí bì khăn ba, bí bì khăn ba. Chỉ thử xem, so sánh thử xem, chỉ thử xem hoặc so sánh thử xem. Hảo, với con số, bì chào ta, là lớn hơn, bì chào xào là nhỏ hơn. Chúng ta viết cái chữ lớn hơn và nhỏ hơn trong tiếng Trung. Bì chào ta, gắn chữ bì chào vào. Chữ này đọc bơ y bì sán sân bì, lúc nãy chúng ta viết rồi chữ bì, gạch ngang, hất lên, gạch ngang. Bì, bì chào ta mà nghĩa lớn hơn. Bì, bì. bì chào ta, đúng rồi. Bì chào ta mà nghĩa lớn hơn. Bì chào ta, chữ chào, G-E-L, sử sân chào, nhớ nha, nhấn xuống. Chào, đây là thanh tư của họ, rất là quan trọng luôn. Bì chào, mình ta đọc ngang ra thì chào. Chào là không đúng âm rồi đó. Chào là thanh một. Việt Nam mình có thanh ngang đó. Thanh ngang đó là thanh một của tiếng Trung. Chào, còn đây là chào. Chào, nó khác ở chỗ đó. Bì chào ta. Chữ này là chữ tơ, chữ này chữ A, mình đọc là tờ A ta. Họ đọc là tơ A ta. Có dấu quyền vào, mình đừng đọc là tà. Tiếng Trung họ đọc là ta. Ta, ta gật cái cổ xuống là ra. Ta, bì chào ta, có nghĩa là lớn hơn. Xe phóng ngựa, chữ xe. Chơi kỳ quá. Chữ xe,
Bên này có chữ chào. Chữ này đọc chào. Chào, bì chào tạ mà nghĩa lớn hơn. Bì chào tạ. Bì chào tạ. Vậy thì nhỏ hơn thì mình sẽ nói bì chào xào. Nhỏ hơn thì mình sẽ nói bì chào xào. Ok không? Cái này cũng rất là nhiều em hỏi. Sẵn dịp đây chúng ta học luôn. Vừa biết chữ, vừa biết phiên âm đúng rõ ràng. Bơ y bì sán sân bì. Chi y ao sư sân chào. Si y ao sán sân xào. Bì chào xào. Bì chào xào. Nhỏ hơn. Bì chào xào. Gạch đây, hất lên, gạch đây. Bì. Bì. Hào chào. Xe. Vết đây, gạch ngang. Vết đây và đây, kéo bên này ra. Bì chào xào. Có nghĩa là nhỏ hơn. Bì chào xào. Bì chào xào. Bì chào xào. Bì chào ta là lớn hơn. Ngược lại, bì chào xào mà nghĩa nhỏ hơn. Bì chào xào. Hào quán hả? Chân đờ, mẹ mẹ yếu mẹ yếu nì xuôi. Yếu. Yếu à? Thay yếu nì xuôi. Nì xuôi. Bà bà, 我跟爸爸说雨欣溺水，然后爸爸去叫雨欣。是啊。就雨欣刚好就在我面前溺水。你不帮他，帮不了哦。你帮不了，不要帮，要叫大人帮。我去帮他的话，我帮他的话，他会我们两个一起溺水。嗯。所以我跟爸爸讲。比比赛了。比。比比赛就那样。今天我差点溺水的时候，是抓住墙壁自己爬起来的。比。妈，今天我差一点溺水了，然后我自己抓住墙，用力抓住墙壁，然后自己先浮起来。溺水了，已经溺水了，被ngập nước đi bơi á, bị chìm á, đi bơi mà mình không biết bơi, cái mình bị hụt nước, bị uống nước á, gọi là溺水,溺水. Hảo, lúc này qua một trang khác. Tiền y tiền, lúc này đóng cái bút vào đây, mình nhấp cái bút vào gọi là tiền y tiền, vì cuốn sách này nó có kèm theo cái bút. Tiền y tiền, bấm nhấp cái bút vào. Khan thủ là nhìn cái hình ảnh ở đây. Nhìn cái hình ảnh ở đây, đóng cái cửa lại cho mẹ. Quan nó cơ mình. Thay sao lỡ. Khan thủ, nhìn vào hình. Xuế sĩ mang nghĩa học tập. Xuế sĩ. Hào quản tờ gia phả. Gia phả. Gia này mang nghĩa cộng. Gia phả này mang nghĩa cách cái phương pháp. Cách cái phương pháp. Giao sĩ can chinh, yên quê thay dấu phèo bái xuế. Với sao mà y phú trên đi xa? Nhưng mấy quan sĩ? Xin xa thổ. Xin xa thổ. Thanh thủ xuế sĩ hào quản tờ gia phả ba. Có nghĩa là nhìn vào hình để học tập cái cách cộng thú vị. Cái cách phương pháp cộng thú vị. Hảo. Số y số. Mẹ, tôi đã đi xuống rất nhiều lần, cho bà bà thay đó. Bị sai à? Đi xuống là bị sai là. Chỗ này. Bà bà đi phục lại rồi. Bị sai là thi đấu. Trúng đầu thì tôi không biết chạy ra chứ. Không sao, vẫn vẫn cho hảo rồi. Vẫn vẫn cho hảo rồi. Tôi thấy chỉ dùng bạn. Đó là bị sai ha. Bị sai là thi đấu. Bà bà dùng bạn là dùng bạn. Bạn sao để đi xuống à? Đó. 为什么溺水？他就在我正面前溺水啊！而且爸爸一直拉我脚，想害我沉下去。啊，你爸爸就本来就是小朋友啊！我跟你说过要注意啊，妈妈没有去，你们要注意啊！我自己有注意，我差点。你离开过这边，衣服在这边，那边有冷气，我拿好了哎，我拿新的一套。没关系，好，东来数一数，连成线，安静。数一数，连连着算，总共啦，总共。好，安静，对你拿的。啊，明天我们还要去。好，总共嘛，也总共。今天又去买手表。
共总共有多少份报纸呢？宇轩，妈妈在上课，先安静。好，给我们连数一数，连总共有多少？那总共có bao nhiêu？总共có bao nhiêu？份 lượng từ của một tờ báo là phần, phần chứ không dùng trang ha, dùng phần. Tại vì nó có một phần, nó báo nó không phải là một tờ mà cũng phải là không phải là dê luôn, cũng không phải là trang mà dùng phần. Tại vì một tờ báo này nó có như rất là nhiều trang gộp lại nó thành phần. À, có bao nhiêu tờ báo? Họ bảo là có bao nhiêu tờ báo? 数一数总共有多少份报纸呢？嗯。Để mẹ ấy cho làm gì mà cứ ừ ngoài. Đây đây, đưa tay đây. Có gì vậy, gì đâu mà nó ừ. Vì quá thay chỉnh nè, nè chẳng ta lờ hay sơn nè cái sân thị sư sư tờ. Xoay chào lờ, với sao mà bút xoan xú phủ ý tiền. Nhi tư chỉ nà, nhi tư chỉ xua lờ nà xú. Đó, xin nà bế tờ ba. Chẳng ta lờ, xoan bú xa lờ. Xoan bú xa lờ. Bù xin, xô sáng lạ. Mà ô nhàng xú tờ cờ. Xin nà bế tờ. Hả? Bà ba băng thân áp biệt rồi bà ba. Bà xong buổi xa rồi. À, hôm nay em vào buổi đầu chị dạy hay quá. Ờ, xưa. Ê, cảm ơn em nha. Đó, qua phần bên này. Hai mấy đứa nhỏ về là nó ồn vậy đó. Là lý do tại sao hai tháng hè này Vân dạy ca đêm. Tại vì có ca đêm có người giữ con giùm Vân. Ờ. Chào phấn dồ, các bạn nhỏ. Xin quên. Xin hỏi. Xin quên này mang nghĩa xin hỏi. Tổng cộng, tổng cộng có nghĩa là tổng cộng. Tổng cộng có bao nhiêu? Tổng cộng có bao nhiêu? Khơ, lượng từ của một quả bóng là khơ. Tổng cộng có bao nhiêu khơ? Pí chỗ nơ. Pí này mang nghĩa da. Chỗ mang nghĩa bóng, mang nghĩa bóng da. Mình nói quả bóng là được rồi. Sao phấn dỗ, các bạn nhỏ, xin quên, xin hỏi, tổng cộng có bao nhiêu khơ? Đọc tới đây ha. Mình phải đọc là tổng cộng có bao nhiêu khơ? Pí chỗ nơ. Mình đọc tới đó mình ngừng xong mình đọc tiếp. Còn không mình làm một hơi luôn. Nhưng mà thông thường một hơi mình sẽ đọc rất là nhanh, người ta sẽ không hiểu tại mình mới. Cho nên nói là 小朋友, 请问总共有多少颗皮球呢? Hoặc là mình đọc tới khơ là mình dừng, xong đọc tiếp khúc sau thì người ta vẫn hiểu nha. 小朋友, 请问, ngừng, 总共有多少颗皮球呢? Các bạn nhỏ xin hỏi là có bao nhiêu quả bóng? Có bao nhiêu quả bóng? Ừ, mấy câu này mình viết ra trước. Nếu có muốn xin hỏi người khác bằng cái mạng, xin hỗ trợ được. Ừ, xin bạn giúp tôi, xin bạn hỗ trợ tôi, xin bạn giúp tôi. Mình gặp người ta mình nói, ví dụ gặp anh, gặp chị, ta cơ, ta chị. Tôi đã tính xem mà ba bạn đi vô. Bà ba tưởng sẽ hơi qua ở tô xuân biên thảo bằng nè, không phải không? Hảo, ví dụ mình gặp anh gặp chị, mình muốn nói ta cơ xin nhi băng của cơ mạng. Xin nhi băng của, xin nhi băng của cơ mạng. Anh ơi, anh nhờ anh giúp tôi một việc. Hoặc gặp chị thì mình nói ta chị, xin nhi băng của cơ mạng. Xin chị giúp tôi một việc. Xin nhi băng của cơ mạng. Xin xế chủ có nghĩa là xin bia rừng xế chủ có nghĩa là xin người khác, nhờ người khác giúp đỡ mình. Mình sẽ dùng từ xin xế chủ. Còn mình gặp vấn đề rồi, mình gặp người đó, mình sẽ dùng từ băng cờ mỏng. Băng cờ mỏng. Ví dụ, ta cơ, xin nhì băng của cơ mỏng. Anh ơi, xin nhờ anh giúp tôi một việc. Ta chìa, xin nhì băng của cơ mỏng. Ừ, chị ơi, nhờ chị giúp tôi một việc. Ha. Còn nếu mà trong vấn đề người khác nói với mình thì nói là duy tao quên thì xin bia rừng xế chủ. Mình gặp vấn đề mình nhờ người khác giúp đỡ thì mình lúc này mới dùng từ xin xế chủ. Hoặc dùng xin xế chủ cũng được, không sao cả. Nhưng mà đúng âm thì nó là phân ra như thế ha. Đó. Và tiếp theo mình viết qua cái phần này. Ông đang sấy tóc cho nên nó hơi ồn. Ông cũng cố gắng sấy nhanh nè. Tiền y tiền. Mình đặt cái bút vào mình mới gọi tiền y tiền. Lúc này không có bút không sao, mình cũng học chữ. Tiền. Tiền này mang nghĩa tiền xin, điểm tâm, chỉ tiền, mấy giờ. Tiền y tiền có nghĩa là nhấp cái bút vào. Tờ yên tiền sản sân tiền, tiền y tiền. Đó, mình biết cái chữ tiền này để trước đã. Chỉ tiền là mấy giờ rồi.
Ví dụ bây giờ 10 giờ mình nói 10 tiền là 10 giờ rồi cũng là chữ tiền này luôn. Tiền xin điểm tâm. Hảo, tiền chữ y của họ chỉ một gạch đơn giản thế thôi. Chữ tiền này bao gồm hay nói về màu đen. Chữ này đầu tiên viết đang viết chữ này, chữ này mang nghĩa hay nói về màu đen, hay sơ màu đen. Phía sau gạch xuống gạch qua gắn vào nó thành chữ tiền. Tiền có nghĩa là tiền y tiền. Ở đây là cuốn sách này nó có cây bút, bắt chúng ta nhấp cây bút vào cái chữ, nhấp vào tiền y tiền, nhấp cây bút vào. Tiền y tiền. Câu hỏi. Tiền y tiền. Hảo. Khăn thủ là họ kêu chúng ta nhìn hình, được gọi là khăn thủ. Khơ an khăn sử sân khăn. Mình đọc là khơ an an. Có dấu quyền mình đọc thành khăn, mà đọc đầu lưỡi nha. Khăn. Nhưng họ đọc là khăn, cho nên âm từ rất quan trọng đúng không nè. Mà âm từ đặc biệt là không có âm bồi nào, tiếng Việt nào có thể bồi ra được. Vì thế sẽ bỏ trống không và nó nhầm với âm thứ nhất. Đó là một vấn đề rất là to chứ không phải là nhỏ. Khăn thủ. Thơ u thu ở sân thủ. Khăn thủ là nhìn hình, xem hình. Chúng ta viết chữ khăn, nhìn và xem cái chữ này. Đây là sổ bù, liên quan tới cái tay chúng ta. Che lên con mắt, mù bù, con mắt chữ dưới này. Thành nhìn và xem, khăn. Lúc này chị dạy buổi tối hả? Hai tháng hè này hết một tháng rồi, còn một tháng nữa thôi. Chị dạy ca tối. Từ tháng 9 trở đi chị sẽ quay lại giờ bình thường giống như ngày trước lại. Ha? Từ tháng 9 trở đi chị sẽ quay lại trở bình thường. Khăn thủ. Khăn thủ. Hôm nay kiếm chị không thấy đúng không? Chị đã qua đây hình như cũng khá là, cũng được mấy hôm rồi đó. Chị like bây giờ, chị like. Hôm nay chị like 7:30. Chị nói cố gắng 7 giờ, vẫn cố gắng trong. Nếu mà rảnh lúc nào là 7 giờ là nhảy lên lúc đó đó. Cố gắng cũng tới 7:30. Hôm nay 7:30 lên, 10:30 chị xuống. 7:30 lên thì 10:30 xuống. 7 giờ lên 10 giờ xuống. Mà lỡ 8 giờ lên thì 11 giờ xuống. Đêm thì chỉ được 3 tiếng thôi, xong được ban ngày như 4 tiếng ban ngày được. Khăn thủ. Xuế xỉ, ta viết chữ học tập. Chữ này đọc si. Si này giống như chữ S không có lưỡi đi. U. Ở đây là chữ U. U móc xuống, đặt qua. E. U E mình đọc là yue. Đúng không? Lúc nãy bạn chữ cái yue, yue. Si yue, xue. Xue. Xuế xỉ. Vì chữ uy này cho nên nó mới uống lưỡi, chứ không phải là cái chữ này nó uống lưỡi đâu. Vì chữ uy này cho nên là uy, e, yue, ở, sân, yue, si, yue, xue, xue, xỉ, mà nghĩa học tập. Chúng ta viết chữ học trước. Một chữ ít, hai chữ ít. Phớt xuống, gạch qua đây, phớt hai bên. Phớt xuống, gạch qua đây, móc hai bên. Ở đây phớt, móc qua bên này. Dưới đây một nét, hai nét, ba nét, mình có chữ học, xue, xue. Chữ thứ hai là từ xỉ, nó có bộ cánh. Nhì bù nói về cái cánh. Hảo, sau đó dưới này có móc qua, bạch. Xue xỉ mà nghĩa học tập. Xue xỉ. Hảo, lúc này họ nói khăn thủ xue xỉ, nhìn hình mà học tập đó. Nhìn vào hình trong sách để học tập. Khăn thủ xuế xỉ. Em chuẩn bị đi học nên học cái gì trước? Học chữ cái trước. Học chữ cái. Khi em vào trường họ vẫn dạy em chữ cái. Nhưng cô giáo là người Đài Loan thì em sẽ không có được rõ ràng hơn là chị dạy. Em cũng được học. Cô đọc rất là chuẩn. Nhưng mà em không biết đọc từ đâu. Bên chị thì chị chỉ cho em là đọc từ đâu. Em cứ đi học đi rồi em sẽ biết ha. Xuế xỉ. Khăn thủ xuế xỉ. Hào quản tờ gia phả. Hào quản theo cái nghĩa là thích thú, thú vị cũng được. Thú vị, hào quản. Chúng ta viết chữ khơ, ao, hào, sản sinh, hào. U, an, quan. Đọc bằng đầu lưỡi. Ở, sân, quản. Hào quản, chơi vui. Thú vị rồi đó, gọi là hào quản. Đây là bộ nữ. Thông cảm nhanh xả vân rửa chén, nhanh nghe cái tiếng ồn. Hào. Hào. Ở đây có bộ ngọc. Sau đó gạch ngang, kéo về. Hào quản này mang nghĩa thú vị.
lúc này mang nghĩa học hành thú vị mà. À, trong giờ học rất là thú vị. Thành thú xế xí hào hoàn tờ chà phạ. Gắn chữ tờ này vào. Bài bù tờ tờ. Tờ. Chà. Cộng trừ nhân chia thì từ cha này mang nghĩa cộng. Chi y a ya. Chà phạ. Phạ này mang nghĩa phương pháp, phương cách, phương thức và cách gì đó. Phạ. À, cách cộng cũng được. Chia phạ mang nghĩa cái cách cộng, phương pháp cộng. Ba, từ đợi lát nữa sắp xong rồi con. Bơ a ba, lúc này xin sinh giống dấu nặng của mình đọc ba. Ba từ ba này chỉ là trợ từ thôi. Đợi mẹ tí đi con sắp xong. Hảo chữ tờ. Tờ này là bảy bù tờ tờ. Hảo. Đợi một xíu, xin chào hai mấy con. Gia đây là bộ lực cộng với vượt khẩu thành gia. Gia dỗ, cố lên. Đổ xăng cũng là nó. Gia dỗ, nó mang hai nghĩa, cố lên và đổ xăng. À, gia dẹn, thêm muối, thêm bột ngọt. Gia phạ, có nghĩa là cách cộng, phương pháp cộng. Ừ, cộng trừ nhân chia là cộng gia. Gia dẹn chấn thủ, cộng trừ nhân chia. Lát ta viết chữ này luôn ha. Gia phạ. Hảo, ba giọt nước thành bộ thủy. Chữ này đánh dấu cộng. Chữ này dài hơn. Ở đây mình hất lên. Phết. Mình nói về phả của nước Pháp cũng là chữ này luôn. Phả này mang nghĩa phả của nước Pháp và phong phả phương pháp. Phương pháp. Ha. Hảo, chữ bà này chỉ là trợ từ của nó. Bộ khẩu đứng trước. Và bên này gạch qua. Và dưới này là chinh thanh học. Ừ, chinh thanh học. Hảo, lúc này thành thú xế xí, nhìn hình học tập, hào quán tờ gia phả ba, có nghĩa là cái cách cộng thú vị ba. À, chúng ta nhìn hình rồi học cái cách cộng lại, mà cái cách cộng rất là thú vị đó. À, hảo. Vì sao mà học cách cộng thì ở đây họ có ghi ra ha, ví dụ đây là họ kêu mình số số khan tổng cộng có bao nhiêu phần báo chí, kêu mình đếm thử coi tổng cộng có bao nhiêu phần báo, bao nhiêu tờ báo. Thì lúc này ở đây, đây là cách cộng mà, cái phương pháp cộng, cách cộng thì mình sẽ là ở đây có 2 tờ, dưới này có 3 tờ. Họ kêu chúng ta nhìn vào cái hình này thì nó càng thú vị hơn. Rồi mình thực hiện thử xem cái cách cộng của họ. Ví dụ họ bên này họ cộng là như thế này. Ơ cha san. Ơ cha san. Ở gia san tầng dưới ủ. Bà bà. Nhi băng tha thả bây giờ khoai tha bùi chơi. Nhi áo chơi cho bên. Nhi áo chơi na bên chơi à. Hảo. Hảo. Ơ gia san tầng dưới ủ. Họ đã cộng cho mình. Và họ kêu nhìn hình để học cách cộng đó. Ơ là 2. Gia là cộng. San là 3, tầng nhuỵ là bằng, ủ là 5. Ờ, cái cách đọc của tiếng Trung là như thế. Ờ, hảo. Tiếng Hoa khó hơn tiếng Anh, đúng rồi. Ê, tha bùi bà, để bà bà bà. Bùi bà bà, để bùi bà cho lăng la. Thôi toàn tiêu anh khủng bụ. À, cha, san, tầng nhuỵ, ủ. Mình không phải ở đây là chỉ cộng ha, mình chỉ là cái cách đọc của họ. À, cách đọc của họ là như vậy. Vì thế cái từ cha là chữ này. Cha là chữ này. Cha phạ là cái cách cộng. Và cái cách cộng này rất thú vị, nhìn vào hình để học tập. À, hảo, chúng ta viết phần dưới. Và này tiếng Việt nói sao? Pháp. Ví dụ phân phạ, phương pháp. Ngoài ra nó còn có nghĩa cách. Ví dụ nói, mình không nói là pháp cộng được, mình nói phép cộng thì đúng hơn, đúng không? Phép cộng thì đúng hơn, hoặc mình nói cái cách cộng thì đúng hơn. À. Hảo, tiếp theo mình viết chữ sù y sù. Sù này mang nghĩa đếm. Sù là nói về chữ số, sù nói về số, còn sù nói về đếm. Sù u sán sán sù, sù y sù đếm. Sù y sù, một cái hình chữ nhật gạch qua, đóng lại. Dưới này thêm một cái nữa, kéo xuống. Ở đây có bộ nữ, phết đầy gạch qua, móc về,
kéo ra. Sủ y, sủ thêm một chữ nữa, gạch ngang dưới đây, gạch qua đóng lại, kéo xuống. Đây câu bộ nữ, phết đây gạch qua, móc qua, kéo ra. Sủ y sủ mà nghĩa đếm. Sủ y sủ, chữ sủ đọc âm 3. Chữ này mang hai cách đọc. Một, viết cho đây dễ nhớ luôn đi. Kéo xuống, bộ nữ dưới này. Phết đây hất lên, móc qua. Chữ này hai cách đọc. Sư u san sân sụ và sư u sư sân sụ. Nó có hai cách đọc. Nói về đếm thì mình sẽ dùng sụ. Nói về số mình sẽ dùng sụ. Ví dụ số lượng, sụ lượng. Sụ zi là con số. Sụ zi là nói về số không cũng được. Còn sụ y sụ, sụ sụ khăn, đếm thử xem. Đếm thì dùng thành 3, sụ. Chữ đó có hai cách đọc ha. Hảo, mình viết tổng cộng. Tổng cộng. Tổng cộng. Chữ này không lưỡi. U ân ôn giống u ngộ ôn vậy. Thành 3, tổng. Tổng cộng. Chữ này chữ cơ. U ân ôn giống như là u ngộ ôn. Cờ u ngộ ôn cung. Lúc này có dấu quyền mình không đọc là cùng. Mình phải đọc xuống. Cùng. Tổng cộng mà nghĩa tổng cộng. Tổng cộng. Đúng không? Chúng ta viết chữ mi bù. Mi bù. Hảo, sau đó bên này mình phết qua. Mình kéo ở bên này. Mình móc xuống. Trong này có nó có hai cái nét như thế này. Mình nghiêng nó qua như thế này. Sau đó cái nét này nó xuyên qua đây. Rồi mình đóng nó lại. Ở dưới này chúng ta có một cái trái tim. Tổng. Hảo, chữ cộng. Dưới này. Và đá hai cái chân ra. Tổng cộng. Tổng cộng. Thấy thương cô quá. Cô thật có tâm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tổng cộng mang nghĩa tổng cộng. Chữ này không lưỡi nha. Chữ này là giống như là đọc bằng lưỡi. Lúc nãy Vân đã chỉ đó. Đọc bằng lưỡi và nó nằm ở sau cái răng răng nghiến lại. Tổng cộng. Tổng cộng. Dù tố sảo phần bao chữ nó. Dù là có. Y ô dô sán sân dù. Tố tơ u u. Tố sảo. Có bao nhiêu. Sảo u lưỡi. Sư ao sao sán sân sảo. Dù tố sảo phần. Lúc này lượng từ của một tờ báo là dùng từ phần. Phở phở của chúng ta đọc bằng cái răng mình đè lên cái môi dưới á. Cái răng đè lên cái môi dưới. Phần. Dầu tua sạo phần. Lượng từ của một tờ báo là dùng từ phần này ha. Phần. Tại nó không phải một tờ mà cũng không phải một trang nữa. Mà nó nhiều trang gấp lại. Phần. Dầu tua sạo phần. Hảo, chữ dầu có. Chữ này chữ có. Dầu. Dầu. Thành 3. Tua. Tua nó mang nghĩa nhiều. Và lúc này nó mang nghĩa bao nhiêu. Tua sào trở thành bao nhiêu. Tua một chữ là nhiều là đa. Sào một chữ là ít. Mà hai chữ gộp lại thành tua sào bao nhiêu. Dầu tua sào. Tổng cộng dầu tua sào phần. Tổng cộng có bao nhiêu phần. Tổng cộng có bao nhiêu phần. Bộ nhân đứng cộng với chữ phân sổ tờ phần. Phân sổ mà nghĩa chia tay. Chữ phân này cộng với bộ nhân đứng nha. Tổng cộng dầu tua sảo phần. Tổng cộng có bao nhiêu phần. Phần này mình có thể nói phần ăn cũng được. Tổng cộng dầu tua sảo phần. Tổng cộng có bao nhiêu phần. Nói về phần ăn cũng được ha. Tổng cộng dầu tua sảo phần. Phần có bộ nhân đứng ở đằng trước. Còn chữ phần đằng sau thường là phân chia một cái gì đó. Ví dụ phân. Phân sổ. Phân sổ. Phân sổ thường là chia tay rồi đó. Tôi phân chia cho bạn một phần. Tôi phân cho bạn một phần ha. Nó không có bộ nhân. Còn lúc nào về lượng từ của một tờ báo và một phục xuất ăn thì nó dùng từ phần này có bộ nhân ở đằng trước. Có bộ nhân đằng trước. Tổng cộng dầu tua sảo phần. Tổng cộng bao nhiêu phần.
À, tổng cộng bao nhiêu phần? À, lúc này nó tính về phần gì? Phần tờ báo thì sẽ thêm cái từ bao chữ vào. Ừ, viết tới đây rồi mà đúng không? Viết đây chưa? Chữ nào khó thì báo mình viết ra đi. À, chúng ta viết chữ bao chữ. Chữ này đọc bơ, chữ này đọc ao. Mình đọc bờ ao bao, họ đọc là bơ ao bao. Bơ ao bao. Lúc này có dấu quyền, mình đọc thành bào theo tiếng Việt. Bơ ao bao quyền bào. Nhưng không, họ không đọc theo thế. Đọc thế thành tiếng Việt, chúng họ họ sẽ đọc thành bào. Bơ ao bao sư sân bào. Bằng cách chúng ta gật đầu ra là thành ra thành thứ tư tụi họ. Gật đầu ra. Nếu mà các bạn bắt Vân bồi, Vân sẽ biết bơ ao bao không thôi. Tại vì Vân không bồi ra được dấu quyền. Là thành học sai rồi đó. Đối với các bạn mới học nghĩ rằng như thế đọc không, không đúng. Nó không đúng đâu. Bơ ao bao sư sân bào. Chữ này Việt Nam mình bồi không ra được. Bào. Bào. Ờ. Chữ này chữ tờ tre. Thanh ba. Chữ. Bào chữ. Bào chữ. Mà nghĩa tờ báo. Báo mình đọc, đọc báo rồi đó. Bào chữ. Hảo, lượng từ của nó là ý phần bào chữ. Một tờ báo. Hảo, thêm chữ n này vào. N này là trợ từ thôi. Nó giống như chữ nè của mình vậy đó. Nó không có nhiều nghĩa. À, nâng phân kể quả y bàn mà. Ờ, có thể chia cho tôi một nửa được không? Đúng rồi, nâng phân kể quả y bàn mà. Phân, từng phân, phân kể quả y bàn. Bọn trước nó không có bộ nhân. Nó hồng trước không có bộ nhân. Có thể chia cho tôi một nửa không? Nâng phân kể quả y bàn mà. Thì chữ đó chỉ là chữ này thôi. Nâng phân, phân kể quả y bàn mà. Nâng phân kể quả y bàn mà. Ừ, nâng phân kể quả y bàn mà. Có thể chia cho tôi một nửa không? Dùng từ này thôi. Ừ, hảo. Chúng ta viết bao chữ cộng dưới dài hơn hai vết xuống, một vết ngắn, một vết dài, gạch xuống. Bên này móc qua đây, cong qua, gạch xuống. Sau đó móc từ trong này, móc qua đây và đẩy ra. Ta có chữ bảo. Báo cáo, báo cáo. Ừ. Báo chữ, tờ báo. Ờ. Hảo, móc đây, hất lên, chữ ao. 1, 2, 3, biến thành mi bù. Bên này có nhỏ tí. Sao sân đi tiền. Thay ta sân ạ. Ở bên này có chữ thị, ví dụ Lê Thị Hồng Vân. Lý Sư Hồng Nguyễn. Chữ sư nằm đây, chữ sư này mang nghĩa thị. À, Lê Thị Lan. Lý Sư Lan. À, chữ này là thị. Mi bu cộng vào thành chữ mang nghĩa giấy. Chữ mang nghĩa giấy. Ừ, bao chữ là báo, tờ báo đó. Ý phần bao chữ, một tờ báo. Chữ n này là trợ từ thôi, nó không có nghĩa gì hết. Giống như từ nè vậy thôi. Và quần học vô chấm hỏi. Ừ, hảo, xie lão sư. Hảo, mình khi mình nói có thể phân vợ ý bàn mà, có thể chia cho tôi một nửa không, thì hãy dùng từ này. À, hãy dùng từ này, phân này. Hảo. Ừ, báo chữ nào. Lúc này mà chỉ dùng ba chữ này. Wǒ de bào zhì nè, báo của tôi đâu rồi, tờ báo của tôi đâu rồi. Wǒ de bào zhì nè, tờ báo của tôi đâu rồi. Nếu mà tới đây không thấy chữ nào trước nữa hết, đọc sẽ không ra được. Thêm chữ wǒ vào. Và tờ nữa, tờ để nhấn mạnh cái tờ báo của tôi. Wǒ de bào zhì nè, tờ báo của tôi đâu rồi. Lúc này là sù yì sù đếm, tổng cộng có bao nhiêu phần. Bao chữ nó đếm tổng cộng có bao nhiêu tờ báo đó. Tổng cộng có bao nhiêu tờ báo. Ừ. Hảo. Xào phấn dồ. Các bạn nhỏ lại tiếp tục. Khởi gì hơ. Xào sân sân xào. Khởi gì hơ. Xào phấn dồ. Pơ ơn ở sân phấn. Y ô yô sân sân dồ. Xào sân đi tiện. Xào phấn dồ. Ní hào. Xào phấn dồ, bạn nhỏ, các bạn nhỏ. Xào phấn dồ. Xào phấn dồ.
Chữ này đọc dồ theo nghĩa bạn. Theo nghĩa bạn. Bạn. Chữ này cũng đọc dồ theo nghĩa có. Phiên âm đều là hủ hết. Hai chữ này Hán Việt đều là hủ. Một cái bạn hủ, một cái hủ tình. Dầu chín, có tình nghĩa rồi đó. Đều đọc hủ hết. Đều đọc y o yo. Sáng sinh dầu hết. Đều đọc dầu. Mà tình chữ bạn thì dùng chữ này. Có tiền thì dùng chữ này. Sào phấn dầu. Sào phấn dầu. Các bạn nhỏ. Tô học. Xin quên, xin hỏi. Chi bật hơi. Chi đọc bằng đầu lưỡi chúng ta. Nghiến răng lại, thẳng lưỡi ra. Đọc bằng đầu lưỡi, cái lưỡi, lưỡi chúng ta để đằng sau cái răng của mình. Và lúc này hãy đẩy cái hơi ra ngoài. Chi y ân yên, đọc từ cổ họng giống yên ngờ yên vậy đó. San sân, chiền. Chúng ta cũng đọc từ cổ họng ra luôn. Và bật cái hơi ra ngoài. Chiền. Chiền quên. U ân quên, đọc bằng đầu lưỡi. Và lúc này có dấu thanh tư. Quên. Chiền quên, xin hỏi. Xin quên. Mình tới nhà người ta hoặc mình muốn hỏi gì người ta đó, mình sẽ thêm cái chữ này ra phía trước để cho nó có lịch sự và người ta chịu giúp mình hơn. Kênh YouTube của chị là Hồng Vân Family Cuộc Sống. Cuộc Sống Đài. Cuộc Sống Ở Đài. Hồng Vân là tên của chị. Family Cuộc Sống Ở Đài là đi theo phong trào. Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài. Ăn cái bánh đó, anh ăn đó. Hãy ở sang cho. Xin sang cho. Tuệ. Xin quên thường là mình muốn hỏi người ta gì đó, mình hỏi đường, mình hỏi gõ cửa, mình muốn hỏi thăm một cái gì đó, mình đều phải hỏi cái từ này trước cho nó có lịch sự. Rồi mình muốn nói cái gì ở đằng sau mình sẽ nói ra. Xin quên, xin hỏi, cho hỏi đó. Xin quên, xin hỏi hoặc cho hỏi cũng được. Xin, xin quên. Mở cái cánh cửa ra. Đây là cánh cửa nói về bộ môn. Và sau đó bên trong này mở cửa ra, chúng ta mở miệng ra để nói chuyện, gọi là quên. Xin quên, xin hỏi. Ví dụ như là mình hỏi, xin hỏi bạn năm nay bao nhiêu tuổi. Xin quên, nhìn jin nian tuổ ta lợ. Xin quên, nì jin nian jì xuê lợ. Xin quên, nì jin nian jì xuê lợ. Xin quên. Lúc này ta hỏi là các bạn nhỏ, xin hỏi tổng cộng có bao nhiêu quả bóng? Có bao nhiêu quả bóng? Xin quên tổng cộng yǒu duō shǎo kē pí qiǔ nè. Chúng ta biết chữ tổng cộng thêm một lần nữa. Zì kóng lưỡi. U ân ôn giống u ngôn. Sán sán tổng. Kē giống như chữ cờ. U ân ôn giống u ngôn. Lúc này có dấu quyền, không đọc là cùng mà đọc là cộng. Tổng cộng. Tổng cộng. Y o yo san sen yo. Tuo shao de u o wo yi sen tuo. Shi ung lưỡi. Ao san sen shao yo tuo shao. Lúc này lượng từ của quả bóng sẽ dùng khơ, khơ ơ khơ, mình đọc là khơ ơ khơ. Tuo shao khơ. Pí. Pơ này đọc bằng môi, pơ y pi ở sân pí, chứ pí này ngoài ra còn nói về da, về bì của chúng ta nữa. Pí chỗ là nói về, chi này bật hơi ha, chi này bật hơi ra. Y o đứng phía sau sẽ đọc yêu, chi yêu chiêu ở sân chỗ. Pí chỗ là nói về bóng da đó, bóng làm bằng da, pí chỗ. Từ nơ này nói về cái chữ trợ từ mà thôi, nơ. Và đứng sau là dấu chấm hỏi, quần học. Họ chúng ta viết chữ tổng cộng, tổng cộng. Đầu tiên mình viết chữ ao. 1, 2, 3 vào thành bộ mi bụ. Mi bụ. Tiếp theo mình phết qua bên này. Một cái ô vuông móc ra. Bên trong này có hai cái nét như thế này, nó phết phết. Và bên này gạch qua, đóng lại. Bên dưới này ta có trái tim. Tổng, tổng. Hậu tử cung này mình gạch ngang, trên này ngắn, dưới này dài một tí, phớt qua và đá hai cái chân. Ta có chữ tổng cộng, tổng cộng, tổng cộng.
Dầu tố sào có bao nhiêu? Dầu tố sào có bao nhiêu? Dầu tố sào tổng cộng dầu tố sào tổng cộng có bao nhiêu? Lượng từ của quả bóng là khơ. Khơ thì bên này ta viết chữ của trước. Của nói về quả. Sau đó dê. Lô lì. Chữ này đọc khơ. Khơ. Lô lì. Khơ sư phụ nền xeo phỉ. Tổng cộng dầu tố sào khơ. Phí. Phí này nói về da. Chữ phỉ này đứng một mình là nói về da. Móc qua. Móc như vậy là xấu rồi. Móc như vậy thì nó mới đẹp nè. Cứ móc như thế này thôi. Sau đó cái nét này phết ngược về. Sau đó nét này kéo xuống. Ở bên này móc qua đây. Và bên này đẩy ra. Ta có chữ phỉ. Phỉ này nói về bì, về da của chúng ta. Phỉ phu chẳng hạn. Phỉ phu là da. Wǒ de pǐ, da của tôi. Lúc này không nói wǒ de pǐ fù. Có thể nói wǒ de pǐ fù, da của tôi. Cũng có thể nói wǒ de pǐ, chứ pǐ này không thôi. Da của tôi. Còn nói tā hěn pǐ. Nó rất là lì, lì lộm đó. Nghịch đó, kiểu như nghịch, nhảy nhót lung tung, đập phá lung tung. Rất là nghịch đó. Tā hěn pǐ. Là nói những đứa trẻ ha. Tā hěn pǐ. Lúc này phí chiều, chiều đây có bộ ngọc. Bộ ngọc lúc này nó không có dấu chấm nữa. Nó đứng làm một bộ thủ, nó không còn dấu chấm nữa. Đứng một mình nó banh chân ra thì nó mới có dấu chấm ha. Đây kéo xuống. Sau đó gạch ngang nét này dài hơn. Đây là bộ ngọc khi nó đứng một mình. Còn đây lúc này nó đứng bên trái người ta, nó biến thành như thế này. Sau đó bên này gạch ngang. Ở đây kéo xuống. Chứ lô lì á. Phí chiều. Thưởng thức là sẵn sâu. Thưởng thức thức ăn. Lát này mẹ lột cho con. Thưởng thức là sẵn sâu. Sẵn sâu mẹ sử. Thưởng thức về ẩm mì, ẩm thực đó. Sẵn sâu mẹ. Ủa tầng xa hơi băng đẹp vua. Phí chỗ này mang nghĩa quả bóng da. Với chữ nơ này gắn vào. Nè. Nó là chờ từ thôi. Ở trong này nó không có cái gạch này đâu nha. Đừng có viết cái gạch này. Viết lộn rồi đó. Trong đó không có cái gạch đó đâu. Nè. Hảo. Tổng cộng dầu tố sào khơ phí chỗ nơ. Tối nay họ đầu tiên họ nói sào phấn dầu. Các bạn nhỏ. Xin quên xin hỏi. Tổng cộng dầu tố sào khơ phí chỗ nơ. Ây dồi, nó sao dao. Nói sao dao lại dao lại sao. Hưởng thụ. Sẵn sâu nó cũng nghĩa hưởng thụ luôn. Ba bà nói giao câu kìa ta. Sẵn sâu. Ta đã phô phỉ đó. Thao sợi thay chỗ. Cái từ hưởng thụ đó. Và nó cũng có mang nghĩa thưởng thức luôn nha. Nói về hưởng thụ thức ăn. Hưởng thụ về cái cuộc sống. Sẵn sâu sinh hoa, sẵn sâu mỹ sử. Nó cũng mang nghĩa hưởng thụ và thưởng thức luôn. Sẵn sâu mỹ sử, sẵn sâu sinh hoa. Sẵn sâu. Sẵn sâu. Chữ này nghe em nhé. Chữ này. Sẵn sâu chữ này. Nó mang nghĩa hưởng thụ nha. Hảo. Tổng cộng dầu tố sào khơ phí sầu nơ. Tổng cộng có bao nhiêu quả bóng? Thì lúc này đương nhiên phải có hình mới có thể đếm được, đúng không nào? Có hình mới đếm được. Ví dụ như ở đây. Ở đây trên này có. Họ để màu khác. Trên này màu đỏ. Dưới này còn có màu xanh đúng không? Màu đỏ, màu vàng. Đây màu xanh, màu tím. Thì tí sợi là sư sư. Mấy hậu vào. Hảo, lúc này bên này họ ghi là 3 quả màu này và 5 quả màu này. Thì bây giờ họ ghép vào đây.
họ ghép vào đây và họ nói là ba quả này cộng với năm quả kia thì cách nói của họ là san jia. Lúc này chúng ta viết chữ này rồi, jia. San jia u, ba cộng năm bằng, thì họ gọi là tần yu, tần yu ba. San jia u tần yu ba, ba cộng tám, ba cộng năm bằng tám đó. San jia u tần yu ba, ba cộng năm bằng tám. Ê, thì họ bảo là xin hỏi tổng cộng có bao nhiêu quả bóng, tổng cộng có bao nhiêu quả bóng, thì đương nhiên mình lấy cái tổng kết của nó được rồi. Tổng cộng có 8 quả bóng, tổng cộng có 8 quả bóng, tổng cộng có 8 quả bóng, tổng cộng có 8 quả bóng. Vậy là thành công cái câu việc của mình rồi đúng không? Rồi ok, mai học tiếp. Mai học tiếp. Ok không? Hiểu bài không? Vân đi lột cái quả bơ cho bé nhỏ nó ăn, nó đói bụng, nó mới đi bơi về, nó đói bụng rồi, nó nãy giờ nó ngồi nó la. Nó nói con không biết lột quả bơ. Ok ha, mai học tiếp. Mai 7 giờ lên được, con sẽ cố gắng lên 7 giờ. Con cũng muốn lên 7 giờ lắm. Chị Vân muốn học sớm, mình nghỉ sớm, chị em mình đỡ mệt. Vân đi lột bơ cho nó ăn, bây giờ khuya không có gì để ăn mà giờ ăn nặng đó thì khó ngủ, ăn nhẹ nhẹ thôi. Tại mới đi bơi về đói. San jia u, tổng cộng có 8 khe pí xiu. Đúng, mấy xò, hẳn bằng. Hê hê tờ. Hẳn bằng. Ờ, xie xie đa jia. Quản an lô, xie xie. Bye bye, bye bye. Cảm ơn, cảm ơn. Thầy có 8 khe pú chi. 还有6块腹肌的